Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp nhau trong một chương trình rất đặc biệt, bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần, để chúng ta cùng phân tích đánh giá lại tất cả những cái kịch bản mà chúng ta đã đề ra trong tuần vừa qua. Sau đó sẽ đi phân tích đánh giá nhận định xu hướng thị trường trong tuần tới, bao gồm các chỉ số chính, ví dụ như VN Index, ví dụ như VN30F1M, tức là hợp đồng phá trình của tháng, và VN30. Cùng với đó thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành chủ đạo, chủ lực của chúng ta trong cái quãng đường mà tất cả những anh chị em đã đồng hành cùng với Hùng Lê trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và hiện tại thì chúng ta có 12.300 anh chị em đăng ký kênh, và cái lượt xem trung bình một bản tin view tuần đạt được ở mốc khoảng tầm 15.000 lượt view. Đó, thì như vậy là có một cái con số nó cũng rất là tích cực đó. Và cái câu chuyện là hàng tuần thì các anh chị cũng chờ đợi các bản tin của Hùng Lê, cũng như Hùng Lê cũng sẽ ngồi để phân tích, để nhìn nhận, đánh giá lại trong tuần vừa qua chúng ta đúng ở chỗ nào, chúng ta sai ở chỗ nào. Thì trước khi mà đi vào phân tích thị trường thì Hùng Lê có một cái điểm này để chia sẻ khoảng 3 phút nhanh, ngắn gọn, và đây là lần cuối cùng mà Hùng Lê nói đến câu chuyện này. Thì những anh chị em đã đồng hành cùng với team của Hùng Lê thì đã biết rồi, đó là gì? Ở kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng quy tụ cộng đồng nhà đầu tư lại để chúng ta làm gì? Để chúng ta cùng nhau đầu tư, cùng nhau chia sẻ những cái giá trị, những cái kiến thức, những cái nền tảng ở trên trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán. Đó, ngoài cái mục đích đó ra thì chúng ta không còn những cái mục đích khác. Đó, các anh chị lưu ý vào như vậy. Và kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng nó mang một cái gọi là cái cá nhân, mang độc nét cá nhân của Hùng Lê, được chưa? Các anh chị không cần phải tranh luận những cái quan điểm của Hùng Lê tại kênh. Những cái quan điểm đó, mục đích của Hùng Lê để chia sẻ những cái giá trị của Hùng Lê ra đến cộng đồng nhà đầu tư. Và người ta bảo là gì? Có tài và có đức, thì cái chữ tài và chữ đức thì không có thể nói sâu hơn được ở đây. Nhưng với những khả năng của Hùng Lê, tất cả những cái gì Hùng Lê có đã nói hết, đúng không? Còn cái câu chuyện là đúng và sai trên thị trường chứng khoán, khi các anh chị bước chân vào thị trường chứng khoán, câu chuyện đúng sai nó là hàng ngày. Vấn đề là chúng ta xử lý cái đúng như nào và xử lý cái sai như nào. Hùng Lê sẽ không nhắc lại cái câu chuyện đó ở trên bản tin. Một số các anh chị có những cái comment. Đây, anh Nguyễn Công Hùng. Xin chào anh Nguyễn Công Hùng. Nói như ông thì nghỉ mẹ môi giới đi. Đầu tư bây giờ chắc cũng ngang Phạm Nhật Vượng rồi, vân vân và vân vân. Và một số những cái dòng comment nó mang cái tính chất gọi là tranh luận về mặt quan điểm. Đây, đầu tư mà không có kiến thức thì nghe như là cờ bạc, mà nghe môi giới thì có ngày không có quần vào mặt. Thì đây là của anh Hoa Nguyên hay Hoa Nguyễn gì đấy, chúng ta không quan tâm cái câu chuyện đó. Nhưng Hùng Lê xin thưa với bạn Hoa Nguyên như thế này, chúng ta có hai cái con mắt để chúng ta làm gì? Để chúng ta nhìn. Ok, chúng ta có hai tai để chúng ta nghe gì? Chúng ta nghe tất cả những thông tin tổng hợp ở trên thị trường, không phải là môi giới. Các anh chị nghe từ TV, nghe từ báo mạng, nghe từ cà phê ép, nghe từ gọi là các bản tin, rồi nghe từ ông bạn, rồi nghe từ ông phân tích thị trường, nghe tất cả các ông, rồi ông nghe bằng hai cái tai của ông ấy. Ok chưa? Hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, và các ông có cái đầu, các ông có cái đầu để phân tích và định lượng những cái thông tin các ông nghe được. Ok, đúng không ạ? Không ai làm thay anh chị được. Tất cả quyết định đầu tư đó là phụ thuộc thành công, thất bại hay là có tồn tại được ở trên thị trường chứng khoán, không phải là do ông Hùng Lê, không phải là do một bất kỳ một ai cả, mà do chính bản thân các anh chị trên cơ sở những phân tích định lượng về thị trường, những ý kiến mang đậm tính chất cá nhân của Hùng Lê, các anh chị về xào nấu lại, được chưa? Các anh chị xào nấu lại xem là những phân tích đó có ích cho mình không? Có ích thì sử dụng, không có ích, ok, next, được chưa? Những phân tích đó có phù hợp với mình không? Ok, phù hợp, đưa vào cái quan điểm của mình, đưa vào cái chiến lược đầu tư của mình. Không phù hợp, ok, next, được chưa? Những cái mã cổ phiếu đó phân tích có trong cái gọi là trong cái tầm ngắm của mình không? Trong tầm ngắm của mình rồi gì? Ok, xem lại các điểm hỗ trợ phân tích đó. Và nếu không trong tầm ngắm, ok, next. Tức là không ai bắt ép các anh chị phải nghe Hùng Lê, nghe bất cứ một ai hay nghe một cái gì cả, đúng không ạ? Chúng ta là những nhà đầu tư thông minh, chúng ta có quyền lựa chọn, đúng không? Những cái gì phù hợp nhất, tốt nhất cho mình đó trong quá trình chúng ta đầu tư. Và kể từ bản tin này, tất cả những comment mang tính chất chửi bới, mang những cái tính chất tranh luận cờ bạc,
xin lỗi, tranh luận về mặt quan điểm, mang những cái tính chất chỉ trích, rồi tất cả những cái góc nhìn Hùng lên cảm thấy rằng nó không phù hợp, xin phép cắm cờ. Các anh chị biết rồi, đây nha, Hùng Lê không thèm đâu. Đây, YouTube trang bị cho người dùng những cái công cụ để sử dụng trong cái quá trình phân tích đầu tư, trong cái quá trình làm sáng tạo, bởi vì YouTube biết rằng là có nhiều những cái nhà đầu tư có nhiều những cái quan điểm mà sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của người sáng tạo. Và những người làm trên YouTube, những người làm những cái bản không phải là bản tin phân tích mà nhiều những cái yếu tố khác, là người ta đó được gọi là những người sáng tạo của YouTube. Và khi nào mà đạt được một cái lượng sub khoảng tầm 100k đó, thì khi đấy thì gần như là trở thành nhân viên của YouTube rồi đó. Thì cái câu chuyện là thị trường thì nó sẽ có trong xã hội, đúng không, có người tốt thì ắt sẽ có người xấu đó. Có người thành công thì chắc chắn sẽ có người thất bại, có người tích cực thì chắc chắn sẽ có người tiêu cực, và có kẻ trộm thì ắt phải có công an. Đấy là cái câu chuyện bình thường, tức là một cái sự cân bằng ở trong thị trường. Thì khi Hùng Lê tiếp cận đến thị trường chứng khoán cũng như làm các cái bản tin video ở trên này, thì mục đích cuối cùng là quy tụ những nhà đầu tư có cùng quan điểm, có cùng chí hướng, có cùng định hướng thì hãy về cùng với Hùng Lê. Còn những anh chị nào, Hùng Lê chốt lại một câu cuối cùng, những anh chị nào mà cảm thấy không cùng quan điểm, không cùng chí hướng và không cùng định hướng, mời các anh chị đi tìm những người khác. Hùng Lê không bắt ép các anh chị phải đi cùng với Hùng Lê trên chặng đường này. Ok, happy chưa, vui vẻ chưa? Vui vẻ rồi, chúng ta tiếp tục để chúng ta đi vào phân tích thị trường, được chưa? Đừng có làm mất thời gian của nhau, mất 6 phút. Ok, trong tuần vừa rồi thì Hùng Lê đã ra một cái bản tin video số 108, trong đó phân tích định lượng tình hình thị trường chứng khoán từ tuần ngày 15 đến ngày 19 tháng 6. Trong đó có định lượng về VN Index ở khoảng vùng 850 điểm, phái sinh 780, VN 30 ở trong tầm 793 điểm. Và Hùng có chia sẻ về cái phân tích về cái tâm lý ở trên thị trường, cái tâm lý chiến, đó là cái hành động để chúng ta giữ lãi trên tổng tài khoản, tức là bán giữ lãi và bán hoảng loạn. Thì Hùng đã nhấn mạnh rất sâu cái vấn đề đó, và các anh chị cố gắng nghe đi nghe lại để mình nghiệm lại là trong quá khứ đã có những lúc nào mình lãi và mình mất lãi và lỗ ngược và mình trở thành hoảng loạn. Thì câu chuyện đó chắc chắn rất rất nhiều những anh chị nhà đầu tư đã gặp rồi. Và bản thân trong team của Hùng Lê đó, trong team gọi là team Zalo, thì cũng đã có những anh chị trong cái nhịp mà khi VN Index của chúng ta đánh tiệm cận 900 điểm, vượt 900 điểm thì đang lãi rất nhiều đó, lãi 70-80 triệu trên gọi là trên cái vốn đầu tư đâu đó khoảng tầm độ vài trăm. Và cái câu chuyện là khi chúng ta không giữ lãi và chúng ta để mất lãi đó, và khi chúng ta mất lãi thì chúng ta tiếc hùi hụi đó, thì cái câu chuyện nó là như vậy. Thì tất cả những cái yếu tố mà trong cái bản tin phân tích tuần thì được Hùng Lê tổng hợp lại như sau, đó là một, đây, trong cái buổi tối 23:25, vâng, Hùng Lê làm việc rất là vất vả các anh chị ạ, đó, làm việc hết mình luôn. Ở ngày 14 tháng 6, tức là để chuẩn bị cho một cái tuần giao dịch mới, thì đây, các cái chỉ số chứng khoán thế giới, thì trong đó các cái mốc, ví dụ Dow Jones F ở 24.800 điểm, chỉ số Hang Seng 23.970 điểm, Shanghai 2.880 và chỉ số Nikkei 21.500. Đấy là các cái điểm hỗ trợ ngắn hạn để giúp cho thị trường thế giới sẽ ổn định trong tuần vừa qua và để ủng hộ cho xu hướng của thị trường Việt Nam. Thì nói như vậy, một số anh chị bảo là ông ngồi nói phét, ngồi đây mà phân tích Dow Jones nghe nó có vẻ hơi kinh. Nhưng một cái thực tế là bằng những cái cảm quan về phân tích kỹ thuật, mặc dù là chúng ta không thể đào sâu được cái chỉ số Dow Jones, nhưng đó, các anh chị nhìn thấy này, mốc hỗ trợ 24.800 điểm, ok. Cái điểm xanh này chính là cái điểm Hùng Lê ra bản tin video số 108. Và trong tuần chúng ta nhìn thấy không ạ, test về đúng 24.800 xong nó kéo lên, ok chưa? Chỉ số Dow Jones Future sập qua cái này, nhưng trong phiên kéo qua luôn về, ok được chưa? Chỉ số Shanghai đó trong tuần đó chạm về vùng đây 23.970 xong rồi hồi phục lên. Chỉ số Shanghai cũng như vậy, đúng không ạ, ở vùng hỗ trợ 2880 và chỉ số Nikkei 225. Đây các anh chị nhìn thấy, đây là bản tin kết tuần, nhưng cũng để đưa ra cái con số, cái cột mốc 21.500 điểm đó, 21.500 điểm đây đó. Thì cái câu chuyện nói trước hay nói sau, các anh chị đừng có tranh luận với Hùng Lê, nó không quan trọng bởi vì nó không có ý nghĩa gì với Hùng Lê cả, ok.
Tiếp theo là ông Lê thấy rằng là cái tâm lý bi quan bao trùm toàn thị trường, nhưng với những cái quan điểm của ông Lê thì ông Lê cho rằng là khi mà nhà đầu tư bi quan thì tạo lập sẽ làm ngược lại cái điều đó, thường là như vậy. Và khi nào mà nhà đầu tư thấy hưng phấn, rừng rực khí thế đi lên thì tạo lập nó sẽ đạp cho chúng ta, sẽ đạp cho chúng ta tơi bời khói lửa. Và cái ý thứ ba mà ông Lê chia sẻ đó là thị trường chứng khoán Việt Nam, sau khi mà ông Lê đi từ những cái gì nó xa xôi mình nhất thì chúng ta sẽ đi về nội tại thị trường của Việt Nam, thì bắt đầu từ vào tháng 6 dòng tiền cuốn vào thị trường trung bình đạt 460 triệu một phiên, VN Index đạt 150 triệu một phiên. Đây là mức giao dịch đột biến, và cái câu hỏi của chúng ta là tiền ở đâu ra mà nhiều thế, thì chúng ta phải trả lời được câu chuyện là tiền ở đâu ra mà nhiều thế, thì chúng ta mới trả lời được câu chuyện là phiên ngày 11 tháng 6 có phải là phiên phân phối không. Bởi vì rất nhiều những nhà đầu tư cho rằng trong phiên ngày 11 tháng 6 là phiên phân phối của thị trường, nhưng góc nhìn của ông Lê, phiên ngày 1 không phải là phiên phân phối, và đây chủ yếu là phiên tạo lập ép cơ sở để đánh sọc phái sinh đó. Ý thứ ba trong thị trường chứng khoán Việt Nam mà ông Lê nhấn mạnh đó là gì? Nhìn lại lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam, phiên ngày 20 tháng 4, VN Index chạm mốc 700 điểm và sau đó đạp về vùng, cái này Hùng viết lỗi, 650 điểm. Và bán đúng 650 điểm để đi từ vùng, đây chỗ này viết lỗi, ngày 20 tháng 4 là chạm mốc 800 điểm. Đây, đấy, chạm mốc 800 điểm để chúng ta có những cái phân tích nó chuyên sâu. Cổ phiếu chúng ta phân tích ít thôi, nhưng chúng ta tập trung để chúng ta đây. Đây chính là cái phiên ngày 20 tháng 4. Đó, các anh chị nhìn lại, và một cái tạo lập để đạp thị trường xuống mất đến đến vùng ở đây là 750. Và tại vùng 750 này thì ông Lê cũng đã có những cái phương pháp phân tích về mặt tâm lý cực kỳ chuẩn để giúp cho team của ông Lê cầm nắm giữ hàng thành công để đánh cái nhịp từ vùng 750 này mà đi về vùng 900 điểm, các anh chị có thể xem lại. Thì bản thân là khi tuần vừa xảy ra, tức là bản tin cái tuần, thì ông đã soi lại cái lịch sử tạo lập ở đây và tạo lập ở đây. Thì sau những cái điểm đánh rất sâu rất mạnh về vùng 750, tức là thị trường của chúng ta mất 50 điểm, thì có một tuần ổn định để sau đó hình thành xu hướng, một tình ổn định để hình thành xu hướng. Thì khi đó Hùng Lê cũng đã có những phân tích và đây đó, và nhìn thấy cái lịch sử đó, và cái mốc trong của chúng ta cũng như vậy, từ 900 bị mất 60 điểm về 940, sau đó rút chân lên vùng 863, và Hùng Lê thấy rằng là những cái bóng dáng của đâu đó ở cái vùng 900 điểm nó khá giống với cái vùng 700, vùng 800 điểm. Thì đấy là một cái yếu tố thứ nhất để chúng ta ổn định về mặt tâm lý, tức là chúng ta kỳ vọng phân tích nó là một con số trong tương lai, đúng không các anh chị? Chúng ta phải có những cái dữ liệu lịch sử, và tất cả những cái đó là con số kỳ vọng. Kỳ vọng khác với hy vọng. Kỳ vọng là phân tích trên những cái nền tảng nó có logic, có khoa học. Còn hy vọng là chúng ta nó mông lung, chúng ta không có một cái gì cả, chúng ta cứ ngồi trên ngọn cây để chúng ta hy vọng rằng là cổ phiếu sẽ hồi phục lại, nó không có câu chuyện đó. Nên là gì? Kỳ vọng khác hy vọng. Ok, tiếp tục ý nữa là ông Lê chia sẻ cái nhìn xa hơn, nhìn cái lịch sử tạo lập của phiên ngày 6 tháng 2 năm 2018, và cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đấy là một cái phiên rất là xa, nó xa tít vùng khơi đó, nó xa tít vùng khơi đây, chính là một cái nhịp tạo lập ở đây, và sau đó những nhịp đạp rất khủng khiếp, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải có những cái điểm tỉnh táo. Ai đã kéo thị trường lên mạnh như thế này thì chính bàn tay đó cũng sẽ đạp cho chúng ta xuống những cái điểm gọi là địa ngục luôn, và đây cũng là những cái điểm gọi là những cái điểm đạp cực mạnh để sau đó thì sẽ có những lực cầu kéo lên đó. Thì chúng ta sẽ phân biệt được là khi nào thì đây là những cái lực cầu để mà còn kéo tiếp, thì đấy là những cái mà kinh nghiệm ở trên thị trường thôi. Và cái kinh nghiệm đó thì chúng ta cố gắng để chúng ta chắt lọc và chúng ta phân tích, có thể đúng có thể sai, cái câu chuyện đúng sai trên thị trường các anh chị đừng có tranh luận với Hùng. Và các anh chị nhìn thấy trong một cái nhịp mà quá trình Hùng Lê phân tích nó khá là sát và khá là đúng với thị trường đó. Tuần giao dịch mới thì VN Index sẽ ổn định quanh vùng 840 đến 860 điểm, biên trung bình ở 850, VN 30 sẽ ở mốc 785 đến 800. Hợp đồng phái sinh trong tuần mới thì sẽ là một cái bài toán rất là khó cân não, bởi vì đó là đáo hạn hợp đồng phái sinh. Và theo nhận định của cá nhân Hùng Lê thì phiên ngày thứ hai sẽ là cầu sọt sọt lại vùng 778 đến 790 và sau đó lấp gáp trở lại, và cầu long sẽ lấp gáp trở lại.
Thì cái câu chuyện là đến ngày thứ hai đấy, các anh chị có thể nhìn thấy đây, đến ngày thứ hai thì phái sinh sọt rất là mạnh, và cái điểm sọt này thì cũng là nằm ở trong cái biên định lượng 765 đến 700 VN Index, có Hùng có định lượng, các anh chị xem lại các bản tin trước, tức là nằm trong cái biên định lượng 765 điểm đây, cái biên hình này 765 điểm, 780 điểm, đây là những cái vùng hỗ trợ của phái sinh. Và khi phái sinh sọt về đây thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể bình tĩnh để chúng ta cân lại ở tất cả những cái mã chỉ số để giúp cho chúng ta có thể ổn định về mặt vĩ mô đó. Và trong tuần thì sau những cái phiên biến động mạnh thì Hùng Lê dự đoán rằng là VN Index của chúng ta sẽ có một tuần nó ổn định lại ở quanh cái biên tích lũy 840 đến vùng 860 và biên trung bình ở vùng 850. Và một điều tuyệt vời đó là kết tuần thì VN Index của chúng ta đã đóng cửa mốc 868 điểm. VN30 tiếp tục là một cầu long, và VN30F1M và VN30 thì đã đóng thủng trần trên, tức là thủng cái biên 800 và đóng cửa vùng 808 điểm. Thì đấy là toàn bộ những cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích và định lượng trong tuần vừa qua. Và các anh chị lưu ý thêm một cái nữa là vì các anh chị một tuần mới có một bản tin của Lê, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ rất khó để chúng ta có được những cái định lượng nó là sát nhất đó. Ví dụ như ngày hôm nay Hùng Lê nói lại cái câu chuyện là về phái sinh, Hùng bảo là tôi bảo là cái đáo hạn hợp đồng phái sinh sẽ dự kiến ở trong một cái cái nhẹ nhàng, ví dụ như thế, tức là sẽ không có biến động mạnh đó. Thì các anh chị bảo là ông này bây giờ ông xem xong thì ông mới nói sau đó, nhưng mà ở trong những cái phân tích định lượng trong những cái phân tích định lượng của Hùng Lê về cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh đó, Hùng Lê đã đưa ra những cái chỉ báo mang cái tính chất là so sánh đó, so sánh để là chúng ta gọi là chúng ta có những cái phân tích định lượng về phái sinh đó. Và ví dụ như là trong cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh đấy, trong phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh đây, Hùng sẽ cho các anh chị xem lại đó, chúng ta phân tích phái sinh rất là ok luôn. Ở trong cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh thì Hùng Lê chủ yếu tập trung phân tích cái kèo phái sinh long từ vùng 790 đó, nên là các anh chị đừng có tranh luận với Hùng Lê, tất cả những cái gì mà Hùng Lê có một thì Hùng Lê nói một, có hai thì Hùng Lê nói hai, nó không có cái gì cả. Ngày hôm qua là ngày thứ năm đáo hạn hợp đồng phái sinh. Thì trong ngày hôm qua này là Hùng Lê đã bắt đầu quan sát này, tổng thể này, nhóm ngành thủy sản này và nhóm ngành khu công nghiệp gần như đã chỉnh xong này, và các cái nhóm ngành thủy sản đó ngày hôm qua là đã bắt đầu khuyến nghị, tức là ba phiên đầu tuần thì gần như không khuyến nghị mua, nhưng bắt đầu phiên ngày hôm qua là bắt đầu khuyến nghị mở lại các cái nhóm của ngành thủy sản và nhóm ngành khu công nghiệp, bởi vì là theo các cái điểm cập nhật thì Hùng Lê đã có những cái đánh giá rằng là đây, sau đó thì Hùng tiếp tục cập nhật nhóm ngành khu công nghiệp này và một số các cái mã cổ phiếu khác đó đang có dấu hiệu tạo nền hồi phục. Chúng ta quan sát kỹ nhóm này, phái sinh này dự kiến sọt về đó và bắt đầu tại vùng đây, tại vùng 790 thì thanh khoản đổi sọt khá là thấp, và quan sát tín hiệu này, VN Index bị đạp đầu phiên là tốt, cầu long chốt phiên sẽ đạp hơn đó. Đó, ok, phái sinh đây, phái sinh trụ được mốc với lực sọt thấp thì ok, và xu hướng sẽ đảo lon ở vùng này, và sau đó thì Hùng Lê khuyến nghị là long test ở vùng 790 đó, sau đó thì tiếp tục nhồi này, phân tích một số các mã cổ phiếu này, rồi cũng sẽ cho các anh chị thấy nhiều những cái thông tin đó. Bây giờ chúng ta nói lại thì chúng ta bảo là nói sau, LDG này ngày hôm qua này mua này, đất xanh mua này, PTB này, GIL này, đánh vòng 2 này, phái sinh này, long test này, hiện tại đạt 795 điểm thơm, vượt 795 điểm chúng ta tiếp tục nhồi lệnh, tức là trong cái phương pháp phân tích của Hùng Lê nó rất là logic, cứ bình tĩnh từ từ, tiếp này, phái sinh long này, đó, tiếp tục kháng cự tiếp theo này ở vùng 800 điểm này, và sẽ khuyến nghị đóng khúc 1 ở vùng 800 điểm. Và trong phiên ngày hôm qua Vietcombank đó, Vietcombank và Bit này khuyến nghị mua này, TDM này,
phái sinh long này đúng không, đã đạt mốc 800 điểm này, đóng một phần lệnh ở 800 điểm, kháng cự tiếp theo ở vùng 803 805 và nói chung là đến vùng đó đó. Vậy thì ở cái câu chuyện là phân tích phái sinh nó trong một phiên thì nó là như vậy. Và có một điều chúng ta chú ý đó là gì, đó là để ý là bắt đầu vào tháng 6 cái dòng tiền mà cuộn vào thị trường nó rất là lớn. Và chính vì dòng tiền cuộn vào thị trường nó rất là lớn này thì chúng ta cần phải phân biệt được là phân phối đỉnh ở đâu, chưa phân phối đỉnh ở đâu, thì đấy nó thuộc về nghiệp vụ và đó nó thuộc về những cái nền tảng kiến thức ở trên thị trường. Đó, mất 20 phút để chúng ta nói về những cái gì đã qua. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói những cái gì đang tới. Vick. Ở đó, Vick đơn giản thôi, vùng hỗ trợ 90-92 và nhịp này thì Vick sẽ đánh ngắn ở trong vùng 90-92, đâu đó kháng cự trên ở vùng 100. Và bản thân Vick thì mang những yếu tố tạo lập ngày hôm nay thì có thể là quỹ ETF cơ cấu nên là Vick kéo lên. Và đối với Vick thì cũng đã không khuyến nghị các anh chị tham gia rồi. Vinhome, cơ bản Vinhome thì nó như thế nào nhỉ? Vinhome vùng giá mục tiêu 80 hoàn thành, sau đó Vinhome sẽ chỉnh test lại và ông lên dò tìm cái vùng giá hỗ trợ của Vinhome, đó là ở khoảng vùng 74 đến vùng 75. Ở vùng này thì Vinhome hiện tại là Vinhome đang hoàn thành khá là tốt nhiệm vụ của Vinhome, đó là Vinhome đang lấy lại và một số các chỉ báo kỹ thuật về cơ bản là sang tuần tới thì ông Lê kỳ vọng Vinhome sẽ tăng điểm. Cùng với đó là nó sẽ song trùng với cái nhịp tăng của phái sinh, thì tí nữa chúng ta cuối bản tin thì chúng ta sẽ nói đến phái sinh. VRE đang có những phiên lấp gáp đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây, vùng 26 chính là cái vùng hỗ trợ mà ông Lê đã tìm ra cho các anh chị. Và cái vùng này thì VRE sẽ tiếp tục ổn định và một số anh chị thì đang hơi sốt ruột bảo là cầm VRE mãi nó không lên thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi. VRE đang có những phiên test ba phiên test ở trong phiên và ổn định ở vùng 26. Mục tiêu của VRE trong nhịp này thì đánh chạm lại vùng 28 và vượt thoát được vùng 28 hay không thì cái câu chuyện đó thì Hùng Lê lại cần phải chờ xem. Đó, cần phải chờ xem ở trong những cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên thì chúng ta mới có thể nhận định được. Và về cơ bản thì những nhịp này thì VRE đánh mạnh lên thì cũng về được vùng 3x và chúng ta canh chốt thôi. Và các cái điểm mua nó là nằm ở vùng 26. SAB. Bản thân SAB không có gì đột biến đó. Vùng hỗ trợ đây 165 đi ngang và vùng kháng cự ở đây 180 và hiện tại thì SAB nó mang tính chất tạo lập thị trường, đi ngang siết chặt cũng chả có gì là đột biến. Tại vì là cái bảng bên kia nó bị lỗi nên tạm thời sẽ sử dụng cái này, cái cũ. Vinamilk, con bò sữa Vinamilk như thế nào? Vinamilk cơ bản là đã hoàn thành cái mục tiêu giá ở đây, đó là mục tiêu vùng 120. Và sau đó Vinamilk test chỉnh lại thì bây giờ chúng ta đang dò tìm cái vùng giá mục tiêu của Vinamilk ở quanh vùng 113.5. Các cái tài khoản mà yêu thích cổ phiếu Vinamilk chúng ta có thể canh ở vùng 113.5 đến vùng 115 thì có thể vùng này chúng ta tham gia vị thế. Và mục tiêu thì Vinamilk sẽ đánh chạm lại vùng 120 thêm một nhịp nữa. Về cơ bản những cái tín hiệu kỹ thuật của Vinamilk thì nó chưa hết sóng đâu, nhưng mà ngắn hạn thì là Vinamilk sẽ chưa thể hồi phục được và nó sẽ cần thêm 1 đến 2 phiên tích lũy tạo nền. Và tuần tới thì cũng là một cái tuần mà sẽ đánh dấu sự trở lại của các bộ trụ. Chính vì vậy Vinamilk cũng là nằm trong một cái bộ ý đồ tạo lập liên quan đến cái câu chuyện về phái sinh. Đó, Vinamilk thì chúng ta có thể canh ở những cái vùng 113.5. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của ngành hàng không, đầu tiên là VDC. Với tín hiệu hiện tại của VDC thì nó đang hơi xấu bởi vì VDC chưa bẻ được cái vùng nền đi ngang ở đây. Sau một cái vùng nền đi ngang rất là dài mà VDC không vượt thoát được và VDC chỉ duy nhất là hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu 120 trong những cái phân tích định lượng trước đây và hoàn thành được cái vùng này, VDC đã chỉnh giảm. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại, tức là VDC rơi khỏi đường biên ở đây là đường biên 112 thì vô hình dung là VDC sẽ có những cái điểm test lại, tức là gặp lại vùng 112 thì VDC sẽ có những cái điểm gọi là rụt lại. Và với những cái điểm rụt lại này thì chúng ta có thể quan sát những cái động thái của VDC, đấy là cái điểm hỗ trợ sâu nhất của VDC ở đây. VDC ở đây khoảng tuần vòng vùng 107. Nếu như gãy vùng 107 thì coi như hết, VDC không có cái câu chuyện nữa. Còn nếu mà vẫn tích lũy ổn định ở vùng 107 này thì VDC sẽ có thể hình thành một cái nhịp hồi phục ở đây. Và cơ bản thì trong đoạn này thì chúng ta cũng sẽ không khuyến nghị để đánh VDC bởi vì cái lực cầu và thanh khoản rất là thấp. HVN HVN thì cái đặc điểm của HVN là gì? Đó là đi và sau đó đánh lên và sau đó thì một cái lực, một cái đoạn dài đi ngang khá là dài.
Thì câu chuyện của HVN thì ai cũng biết rồi, đó là một cái vùng gọi là gì, do ảnh hưởng của dịch Covid thì HVN bị lỗ rất nhiều, và có một số các anh chị comment trên dòng thời gian ở kênh YouTube, đó là bảo Hùng Lê là làm cái gì có tâm em ơi, đừng có khuyến nghị thế này thế kia, cổ phiếu rác, cổ phiếu xấu, rồi cổ phiếu thế này thế kia. Nhưng với quan điểm Hùng Lê, cổ phiếu không có cổ phiếu nào đẹp, cũng không có cổ phiếu nào xấu. Nó đẹp với người này nhưng xấu với người kia. Đấy, ok đúng không? Ôi nhưng anh chị mà mua theo những cái vùng này, phân tích định lượng ở 20, xong đó chúng ta phân tích định lượng mãi để lên được target 28, đẹp không anh chị? 8/20. Ồ, 8/20. Xin thưa với các anh chị, lãi 40%, mơ ước luôn. Xin lỗi các anh chị, xin lỗi cái anh nào mà anh ấy comment là Hùng Lê phân tích có tâm ấy. Đó, anh gửi ngân hàng 1 năm được 8% thôi anh nhá. Ok, nhắn gửi nhẹ nhàng tí. Thì đối với HVN chúng ta có một cái câu chuyện là cái tạo lập của cái em này nó cũng hơi khó chịu, tức là đi rích rắc một cái thời gian dài sau đó tăng lên. Thì bản thân là HVN với những cái xu thế hiện tại thì khả năng là test lại ở vùng 20.5. Đó, sẽ đi lại ở vùng 20.5, sau đó lại lấy lại vùng 28. Và cái câu chuyện là HVN thì trong cái đợt này, là trong cái nhịp trước thì Hùng Lê kỳ vọng ở vùng 32. Nhưng mà lên đến vùng đâu đây, lên đến vùng bao nhiêu đây này, lên đến vùng 30 thì gặp thị trường xấu và HVN cũng đổ theo thị trường. Thì với quan điểm ngắn hạn thì chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn thêm đối với HVN. NCT ACV xin lỗi ACV đối với ACV thì đã hoàn thành cái mục tiêu ở vùng giá 70 đúng không? Hoàn thành mục tiêu 70 rồi. Và từ vùng giá mục tiêu 70 này thì ACV đang đổ lại về vùng hỗ trợ 61.5, và cứ đến chạm 61.5 thì thôi chúng ta cái túc tắc chúng ta mua. Những cái điểm mua ở vùng hỗ trợ thường là chúng ta sẽ giải ngân khoảng 30%, và khi cổ phiếu về đến tài khoản thì nếu chúng ta thấy đúng xu hướng, tức là chúng ta mua ở 61.5 mà chúng ta thấy cổ phiếu tăng lên 62, 63 thì chúng ta lại tiếp tục gia tăng tỷ trọng mua thêm, tức là chúng ta bình quân giá lên chứ chúng ta không bình quân giá xuống. Thì đối với ACV khả năng xu hướng là sẽ đánh chạm về vùng 70. Một cái cổ phiếu của ngành hàng không mà chúng ta bị lãng quên, thực ra là Hùng bị quên mất cả cổ phiếu này, bởi vì trước đây thì rất là hay chú ý đến cái mã này, nhưng cái mã này nó bị quên. Mã này nó cũng đã có một cái nhịp hồi phục mạnh từ vùng 45-50, hôm nay đã lên về đến vùng 65 rồi, thì cơ bản là tương đối mạnh. Nhưng với cái xu hướng hiện tại của cổ phiếu này, ngày hôm nay đã đánh vượt, tức là sau một cái thời gian mà cổ phiếu này đi ngang zig zag ở đây, ở đâu đó khoảng vùng 61 đến vùng 61.5, và phiên ngày và lực cầu tiếp tục quay trở lại, thì với một cái tín hiệu này thì NCT sẽ có thể đánh chạm lại vùng 70, và chúng ta sẽ những anh chị nào mà có thì cân nhắc để bán, còn mua mới thì có thể là sang phiên ngày thứ hai nếu có những cái nhịp trả chúng ta cũng có thể canh để chúng ta mua đó. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục. BVH và Mansan. Đối với MBVH ở trong thời điểm hiện tại đang là cái giai đoạn mà BVH mà dưới những cái góc nhìn của Hùng thì nó là nó đang quá trình chuyển pha xu thế thì nó mất thời gian, tức là BVH đã có một quá trình rơi dài từ vùng 100 và rơi về đến vùng 30, tức là mất khoảng tầm 70% về trị giá, và sau đó thì BVH đang có một cái quá trình phục hồi lại đó. Và cái quá trình phục hồi này thì Hùng Lê cũng đã có một cái quá trình phân tích của BVH các cái target ở đằng trước này, tức là những bản tin rất là xa xôi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ không nói lại nữa, và câu chuyện hiện tại chúng ta sẽ quan tâm đến BVH, đó là ở vùng hỗ trợ 48 đến vùng 50. Ở vùng 48 đến vùng 50 đây chính là cái vùng mà BVH sẽ có một cái nền tảng tích lũy ở đây để hình thành nên một cái pha bẻ, gọi là cái kênh để bẻ lại cái pha xu thế của BVH. Và với quan điểm của ông Lê thì đây đang là giai đoạn đầu của một cái sóng lớn. Đó, giai đoạn đầu của sóng lớn thì thường nó đi rất là ngặt nghẽo, nó đi rất là khó chịu, và chúng ta phải canh những cái điểm hỗ trợ để chúng ta mua vào, canh những điểm kháng cự để chúng ta bán ra trong cái đoạn sóng đầu. Thì điểm kháng cự là 55 và điểm hỗ trợ là vùng 48, các anh chị lưu ý. Và những cái anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu BVH thì chúng ta hoàn toàn có thể canh những cái điểm hỗ trợ để chúng ta vào. Đó, những cái điểm hỗ trợ này Lùng Lê đã tìm ra cho các anh chị từ tuần trước. Đó, tất cả những bản tin phân tích tuần chứ không phải bây giờ mới nói. Phiên ngày hôm nay BVH đạt điểm mua, lực cầu duy trì khá là tốt ở khoảng tầm 1,2 triệu cổ phiếu, và giá khá là đạt đối với mã cổ phiếu BVH. Mansan ngày hôm nay, Mansan không phải ngày hôm nay mà tuần nay, tức là
Trong cái bản tin phân tích tuần trước thì Hùng Lê đã có những dự báo về Man San, đó là Man San sau những cái phiên rơi mạnh thì cái câu chuyện là cổ phiếu nó phải ổn định và tích lũy trở lại. Và đúng là như dự báo thì Man San đã có một tuần gần như là đi ngang, đúng không? Đi ngang, và cái vùng hỗ trợ của Man San ở đây đó là vùng 55 đến vùng 56, và chúng ta tiếp tục quan sát cái xu hướng của Man San ở đây. Và cơ bản thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại, dòng tiền tiếp tục đi ngang, đường MACD đang hơi xấu và các cái động lực về tín hiệu dòng tiền nó chưa đạt, nên là Man San sẽ tiếp tục có những cái vùng đi ngang tích lũy ở đó. MWG và PNG. MWG, bản thân MWG thì nó cũng chịu những cái tác động rất là lớn đối với dịch ECOVI, và cái câu chuyện MWG đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở vùng giá 90 đó, vùng giá 90 trong các bản tin phân tích trước đây. 90 rồi thì nó sẽ chỉnh giảm lại và chúng ta dò tìm cái vùng mục tiêu của MWG ở khoảng vùng 83. MWG không gãy vùng 83, tiếp tục tích lũy đi ngang thì sẽ chạm lại, cơ hội sẽ chạm lại vùng 90, và sẽ có những cái nhịp đánh lòng vòng ở đây. Chung quy lại nó là như vậy, những cái nhịp đánh lòng vòng để nó hình thành nên một cái xu thế. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì MWG cũng sẽ chưa thể tăng mạnh được, và cái câu chuyện là nó phải vượt thoát được vùng 90 thì lúc đó chúng ta sẽ có những câu chuyện khác. Còn đến thời điểm hiện tại đó là vùng hỗ trợ vùng 83 và vùng kháng cự vùng 90, thì đấy là hai cái vùng biên mà chúng ta quan sát trong cái quá trình mà chúng ta phân tích đầu tư. PNG, bản thân PNG thì đã có một cái lực rơi nó gần tương tự như Man San. Chính vì một cái lực rơi tương tự như Man San nên là về cơ bản là như thế nào, lực rơi như Man San thì sau đó thì câu chuyện là PNG tiếp tục có những động thái đi ngang đó. Sau khi cổ phiếu rơi mạnh thì thường là cổ phiếu sẽ lình xình và sẽ đi ngang. Cái biến động sau những biến động rơi mạnh thì gần như là cổ phiếu nó sẽ rất khó để tăng ngay, và nó cần một cái thời gian ổn định. Và đối với PNG ở vùng 56.5, chúng ta sẽ quan sát thêm dòng tiền tiếp tục cạn ở cái mốc này, đó là một cái dấu hiệu tốt của PNG. Và cái vùng hỗ trợ này thì cũng là cái vùng mà chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, và khi nào mà đạt có những cái tín hiệu kỹ thuật gọi là đạt kỹ thuật để điểm mua thì chúng ta sẽ mua. Đó là sang phiên tuần tới mà có những phiên giá của PNG tiếp tục tăng mạnh và lực cầu có thể quay lại được khoảng tầm từ trên 800k cổ phiếu thì chúng ta sẽ tiếp tục có thể chúng ta sẽ mở điểm mua PNG. Còn hiện tại thì Hùng Lê chưa nhìn thấy những cái tín hiệu đẹp của cổ phiếu này. Bình Minh và Di, BMP là một cái mã cổ phiếu tuyệt cú mèo. Tại sao lại tuyệt cú mèo thì chúng ta nhìn lại cái lịch sử mà Hùng Lê phân tích. Khi Hùng Lê phân tích ở đâu đó vùng 35-40 rồi lên vùng 45, sau đó thì Hùng Lê tiếp tục phân tích ở vùng lên đến vùng 52, và chính thức là vùng 52 thì đã cán mốc ở tuần trước là Bình Minh đã cán mốc ở 52. Và khi cán mốc ở 52 xong thì trong cái bản tin phân tích định lượng tuần đó là Hùng Lê tiếp tục tìm ra cái vùng hỗ trợ vùng 48. Đó, các anh chị xem lại những bản tin trước đi, và vùng 48 này có dự kiến là cổ phiếu sẽ chỉnh và test cung lại ở cái vùng 48 này thành công thì Bình Minh sẽ tiếp tục một cái hành trình mới, đó là hành trình đánh vượt thoát vùng 52, và sau đó vượt thoát vùng 52 rồi thì Bình Minh sẽ có một cái target tiếp theo ở vùng 60. Phiên kết tuần Bình Minh quá đẹp về một xu thế, là phiên ngày hôm nay thì đã vượt thoát vùng 52. Và chúng ta nhìn lại một cái lịch sử tạo lập của cổ phiếu Bình Minh trong một cái trend lên trung hạn. Trong một cái trend lên trung hạn đó là Bình Minh đánh từ vùng 20 và lên vùng 90. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy một cái trend đánh về mặt trung hạn, thì đến tại thời điểm này thì Hùng Lê cũng đang có những cái cảm giác bóng. Đang có những cảm giác bóng là Bình Minh cũng đang đi về những sóng trung hạn. Đang đi về sóng trung hạn. Và cái câu chuyện là Bình Minh vừa thoát được cái vùng 52 thì gần như cũng là một cái vùng, câu nói vui đó là cá ở trên bờ. Thì tí nữa chúng ta sẽ nói cá thế nào được gọi là cá ở trên bờ. Đó, Bình Minh rất là đẹp. Và thêm một cái mã cổ phiếu về ngành nhựa nữa là nhựa Thiếu Niên Tiền Phong. Thì chúng ta cũng bị lãng quên mất phân tích nhựa Bình Minh, nhưng chúng ta cũng bị lãng quên mất cái mã cổ phiếu này. Bởi vì là nhựa Tiền Phong cũng là một cái mã cổ phiếu về tạo lập nó là cực kỳ khủng hoảng. Đánh từ vùng 10 và lên đến tận vùng 70 trong một cái lịch sử tạo lập không xa ở đây. Và sau đó thì nhựa Thiệt Phong cũng đã rơi về một cái quá trình, đó là một quá trình downtrend dài hạn. Và sau một quá trình downtrend dài hạn thì NTP đã có một cái quá trình, đây gọi là một cái quá trình hình thành
để hình thành bẻ nền, bẻ xu thế và đi về một cái sóng trung hạn ở bên này. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Bình Minh, xin lỗi cả nhà, N Tiền Phong, thì khả năng là cổ phiếu này cũng đang có những cái đường đi rất là đẹp và dự kiến là sẽ cán mốc 44 đến vùng 45. Ở phiên ngày thứ hai, các anh chị có thể nếu như có những phiên trả cung ở vùng 38, trả cung ở vùng 38 thì chúng ta cũng có thể canh mua, nhưng khả năng là khó. Nhưng mà không sao cả, chúng ta cứ chờ đi, biết đâu được chúng ta có vùng giá 38 thì đấy cũng là cái vùng giá đẹp, từ 38 đánh lên 45 chúng ta cũng ăn được một khúc. Bị quên mất mã cổ phiếu này, hơi tiếc. Rồi ngành nhựa xong rồi, chúng ta phân tích G và FPT, một số cổ phiếu của ngành công nghệ. G thì không có gì đột biến các anh chị nhé, cổ phiếu già cỗi, vùng hỗ trợ ở đây thì chúng ta mua 29.5 và kháng cự ở đâu đó khoảng vùng 33 chúng ta bán. FPT là một mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ, trong các phân tích định lượng của Lê đó là chúng ta chờ chỉnh giảm về vùng 42. Tuy nhiên trong phiên ngày hôm nay thì Hùng Lê FPT không biết là khuyến nghị ở trên đây, khuyến nghị trong ngày hôm nay thì chúng ta Hùng Lê nhận thấy rằng là có những cái điểm mà chúng ta có thể bắt hàng T cộng 3 của FPT. Bởi vì sao? Bởi vì Hùng Lê đã nhìn thấy cái xu hướng thị trường chung của chúng ta tốt lên rồi và chúng ta đã bắt đầu giải ngân mua từ ngày hôm qua, tức là phiên ngày thứ 6, phiên ngày thứ 5, ngày hôm qua mua, phiên ngày hôm nay mua, và cùng lắm là đến phiên ngày thứ hai tuần tới chúng ta mua, và hết phiên ngày thứ hai tuần tới thì chúng ta sẽ dừng mua, gần như các cái điểm mua sẽ bị bất lợi về T cộng và bất lợi về giá vốn. Thì ngày hôm nay đây lướt ở vùng 46.7, 46.8 gì đó, bởi vì là ông Lê nhận thấy rằng là ở cái điểm này, tức là cái vùng 46 của FPT không gãy thì cơ bản là sẽ có một cái nhịp đánh T cộng ở đây, và quan điểm đó là đánh T cộng, đánh lướt thì cứ T cộng 3 là chúng ta té về được đến khoảng vùng 51. Xin lỗi cả nhà, 49, 50 gì đấy, 50 gì đấy là chúng ta té. Và cái đánh của cái cách tạo lập của FPT thì nó cũng khá là hay, đó là nó không phân phối luôn mà nó sẽ kéo xả ở một vài nhịp ở đây đó, cứ kéo lên kéo xuống ở đây rồi sau đó thì nó mới có một nhịp rơi hoẵng sâu xuống đây, thì đây là một nhịp rơi mà chúng ta đã bắt rất nhiều tài khoản, bắt rất thành công ở vùng 34 đến vùng 36, đó là những cái vùng mà dự báo của FPT sẽ rơi về đó trong cái đợt khủng hoảng này. Các anh chị xem lại những cái bản tin cuối tháng 3, đầu tháng 4 chắc chắn sẽ có những cái phân tích định lượng của Lê FPT ở vùng 34 đến vùng 36, mà các anh chị nhớ nhá, là FPT sau chia nhá, còn trước chia, khi đó phân tích là trước chia, còn bây giờ nó chia mất, giảm mất mấy nghìn ấy đó, xem là phải xem cho nó thấu đáo đó và phải xem cho nó hiểu rồi. Ok, công nghệ DGW bắt cá ở trên bờ. Nói đến câu chuyện DGW bắt cá trên bờ thì chúng ta có nhớ đến những cái phân tích định lượng của Lê, đó là vùng ở vùng 28. Vùng 28 đó chính là những vùng mà khi mà DGW có những nhịp lao lên và chỉnh lại, và chúng ta dò tìm cái vùng mục tiêu ở vùng 28 đến vùng 30. 28 vùng 29 ở đây, đấy là cái vùng cá ở trên bờ. Và mục tiêu bắt xong thì trong nhịp này thì Lê đang kỳ vọng là DGW sẽ đánh chạm vùng 36. Và từ cái vùng 28 này thì DGW có 3 phiên trần. 3 phiên trần là 37, 21%. Báo cáo với các anh chị là trong bản tin phân tích tuần trước, đúng không ạ? Đây, đây là cây nến xanh tuần trước. Thì Hùng Lê đã có những cái điểm phân tích FPT ở vùng DGW ở vùng 28. Chúng ta xem lại và 3 cây trần. Tại sao lại nói cá ở trên bờ? Thì các anh chị nhìn như này, nhìn Hùng sẽ bật cái nến tuần để chúng ta có một cái tổng quan. Các anh chị có nhìn thấy đây có giống cái ao cá không ạ? Đây là cái bờ nhé, bờ đây này, cái bờ đây, cái bờ chính là cái điểm xanh xanh đây. Đây là cái bờ này, xong đó là lõm lõm xuống này, đây là cái ao này, đó, cá nó nằm ở dưới này này. Xong đấy bên này nó lại hình thành cái bờ bên này, tức là đây tạm gọi như là một cái ao, đó. Rồi xong đó lại là sang bên này, tức là chạm đến vùng 28 thì đây nó lại thành cái ao tiếp này, nó thành cái ao thứ hai. Đó, thì cái ao thứ nhất là nó hình thành bờ, đó, cái nhịp này thì nó sẽ chưa gọi là cá trên ao, đó, cái nhịp này thì nó cũng sẽ chạm đến cá chuẩn bị lên đến bờ thì nó nhảy tóm xuống đáy ao đó, và đến cái nhịp bên này thì đúng là cá lên bờ, tức là nó lên hẳn khỏi cái bờ ao các anh chị đó, nó lên hẳn khỏi cái bờ ao đây, cái bờ ao là vùng 28, nên là tại sao lại gọi là bắt cá trên bờ là như vậy. Nhựa Bình Minh cũng như vậy, tí nữa chúng ta sẽ phân tích một vài các cái mã cổ phiếu bắt cá trên bờ rất là hay đó. Bắt cá trên bờ thì DGW thì đẹp rồi, nó rất là đẹp rồi, và cơ bản là team của ông Lê thì các anh chị cũng đang rất là thành công đối với mã DGW.
Thêm một mã cổ phiếu về ngành công nghệ nữa là CMG, khuyến nghị mua rồi đó. Nên là các anh chị đừng có nói cái câu chuyện là nói trước nói sau, nó khó lắm các anh chị. Cách đây một ngày đó, ngày hôm qua CMG canh vùng 28.5 đến vùng 29 úp nơm lại, và đoạn này sóng sánh công nghệ làm tí đó. Thì những cái phân tích của Hùng đôi lúc nó cũng nói, nó ngôn ngữ nó dân dã lắm. Thì cái con CMG, cái tạo lập của nó cũng khá là tốt, khi đã đánh thì cũng rất là tê tái lòng người đó. Cái nhịp này là cái nhịp đánh dẫn của nó này, và sau đó sau nhịp đánh dẫn này thì bắt đầu từ đây đó, từ đây là tổ quốc gọi tên em, đánh từ vùng 25 và lên đến tận vùng 40, thơm đấy các anh chị. Với Hùng Lê như này đó là một con sóng mơ ước trong cuộc đời, mơ ước trong cuộc đời luôn. Đánh từ vùng 20 mà lên đến vùng 40 còn gì bằng nữa, đúng không ạ? Mơ ước trong cuộc đời đó. Đây là một sóng đánh dẫn của nó. Thì nhìn lại lịch sử tạo lập ở đây thì CMG đã có một sóng đánh dẫn, và Hùng Lê cũng tạm gọi đây là một sóng đánh dẫn của CMG. Sóng đánh dẫn này sau đó thì CMG có những nhịp chỉnh, và chúng ta dò tìm lại cái vùng mục tiêu của CMG đó là ở vùng giá 28.5 úp nơm. Úp nơm vùng 28.5 đến vùng 29 thì cơ bản trong nhịp này thì CMG sẽ chưa chạy ngay được đâu. Sóng sánh công nghệ thì làm tí, vùng 32 chúng ta sẽ canh chốt khoảng tầm 30 50%, hoặc canh chốt hết, và sau đó thì chúng ta sẽ cover lại hàng ở bên này. Cover lại hàng ở đâu, cái điểm ở đâu đây, đâu đây này, đẹp cái này, vùng 31, vùng 30.5 đây này đó, sẽ tiếp tục sẽ cover lại hàng ở vùng 30.5, chốt 32, cover lại 30.5, và mục tiêu sau đó hoàn thành cái nền tảng tích lũy đây, vượt thoát vùng 32 thì chúng ta sẽ bắt đầu có đâu đó ở cái vùng khoảng 35 36 đó, thế là khoảng vùng này, cứ bình tĩnh đó, thịt chó sẽ có mắm tôm, không có vội vàng cái gì cả. Còn câu chuyện đúng và sai đó, các anh chị không phải tranh luận với Hùng Lê. Đúng chúng ta nói đúng, sai chúng ta nói sai, ok được chưa? Hùng Lê có nhận đúng làm cái gì? Nhận đúng cả thì Hùng Lê thành tỷ phú à, đúng không? Chả được cái gì cả, mà nhận sai cả thì cũng không đúng, bởi vì đó là câu chuyện là phân tích, nó là nền tảng phân tích thôi, đúng không? Không phải tự hào gì câu chuyện phân tích đúng hay phân tích sai cả. Còn cái điểm cái tự hào nhất mà Hùng Lê chia sẻ với anh chị đó là cái sự đam mê, đúng không ạ? Tối thứ sáu ngồi nói chuyện với các anh chị 1 tiếng rưỡi có thấy sướng không ạ? Sướng như đó đấy, đam mê nó nằm ở chỗ đấy nhá. Tiếp tục CMG hết chưa nhỉ? Xong rồi, ba mã cổ phiếu về ngành công nghệ. Chúng ta sẽ đi phân tích tiếp em nào đây ta, công nghệ rồi. Chúng ta sẽ phân tích nhóm xe lắp trước nhá. Hôm nay sẽ phân tích nhóm xe lắp trước, tại vì có cái ông Novaland, sau đó thì chúng ta sẽ phân tích nhóm dầu khí. Thì bản thân nhóm xe lắp thì Hùng Lê đánh giá rằng là trong những cái bản tin phân tích định lượng trên tin Zalo, cũng như là với những cái chia sẻ với cộng đồng nhà đầu tư, thì nhóm xe lắp đang có những cái sóng sánh nhất định. Và bản thân tại sao nó lại có những cái sóng sánh đó là nó có những cái câu chuyện, hoặc là nó có những cái mã để dẫn dắt, và nói đúng hơn đó là ngành xe lắp đã có một cái sóng giảm trung hạn, và đến tại thời điểm gần đây thì Hùng Lê bắt đầu nhận thấy có những cái điểm tích lũy nền ở những cái điểm mã cổ phiếu rất là đẹp. Chính vậy nên là chúng ta đã bắt đầu tiến đánh đến, đúng không ạ? Khi nào nó giảm downtrend thì cứ để nó giảm cho nó hết đi, đúng không ạ? Và khi nào mà nó up lên thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích. Và các cái mã cổ phiếu cơ bản nhất của nhóm ngành xây lắp đó là Cotecom, CTD. Cotecom, bản thân Cotecom là một ông tốt, nhưng bây giờ là nội bộ nó đang đấu đá nhau, đúng không ạ? Nên là dẫn đến cái câu chuyện là cổ phiếu linh trình. Thì cái điểm đầu tiên mà chúng ta phân tích là gần đạt đó, chúng ta mục tiêu 80 nhưng mà đạt được 78, như thế là cũng rất là đẹp rồi. Và sau đó thì những cái câu chuyện về họp hội đồng cổ đông, thâu tóm nội bộ, rồi các cái vấn đề liên quan đến cái gọi là cái bộ máy của Cotecom đó, thì dẫn đến là nhà đầu tư hoang mang. Nhưng mà với quan điểm của ông Lê là gì, Cotecom là một cái mã cổ phiếu nó rất là cô đặc và thanh khoản cực kỳ thấp đó, nên là cái câu chuyện là nhà đầu tư nhỏ lẻ ở trên thị trường nó ít lắm các anh chị. Nó thích kéo khi nào nó kéo thôi, nó không phụ thuộc vào cái đó. Ok, được chưa? Hiện tại thì Cotecom rơi lại về cái vùng 60, chính là cái vùng ở đây các anh chị nhìn thấy trong một cái nhịp phân tích sóng lên từ vùng 60 này, sau chúng ta phân tích lên 65, đúng không ạ? Thì Cotecom rơi về đúng vùng 60, và đến thời điểm hiện tại Hùng Lê đang nhận thấy cái vùng 60 này sẽ trở thành cái vùng nền của Cotecom. Sẽ trở thành vùng nền. Yên tâm đi, không sao cả. Các anh đấu đá thì cứ đấu đá đây. Vùng nền 60 sẽ xây lại. Ok, vùng nền 60 sẽ xây lại. Và Cotecom là một mã cổ phiếu thanh khoản cực kỳ thấp, nên là các anh chị yên tâm cái câu chuyện là thích kéo khi nào thì kéo. Và
và khi nào nó có một cái sự đồng thuận thì chúng ta sẽ kéo thôi. Và từ vùng 60 này thì chúng ta lại kỳ vọng là con tấn công sẽ đánh chạm lại vùng này, tức là lại xây lại về vùng 70 đã. Đó, bây giờ phải xây lại về vùng 70. Xây 70 xong đấy thì lịch trình ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích câu chuyện về cổ tích công. VCS. Câu chuyện thứ hai là về VCS thì ông này là chuyên về vật liệu xây dựng. Bản thân VCS sau một nhịp rơi mạnh thì chúng ta đã tìm ra một cái vùng ở đây, vùng 60 đến vùng 62, và hiện tại thì VCS chưa có lực cầu mạnh. Nhưng các cái tín hiệu về kỹ thuật là có thể VCS cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng là trong nhịp đánh này VCS sẽ hình thành cái nền ở đây, và trước mắt sẽ hình thành lại, sẽ về lại vùng 70 đã. Đó, ông nói tài nói giỏi gì nhưng mà cái vùng đây là cái vùng kháng cự đây đã, và từ vùng 60 về vùng 70 trong cái nhịp đánh của VCS. Novaland hôm nay thì hoàn thành mục tiêu rồi các anh chị nhé. Novaland là một cái mã cổ phiếu nó mang cái tính chất gọi là bo cung. Chính vì vậy nên là trong những cái nhịp phân tích trước đây thì ông Lê có phân tích ở cái vùng 52. Vui vui thì mua một ít 52 và sau đó thì mục tiêu ở vùng 60. Ngày hôm nay thì đánh vượt thoát vùng 60, cao nhất ở vùng 61.5. Chính vì vậy nên là khuyến nghị trên team là out rồi Novaland. Đó. Nên là các anh chị đừng có nói cái câu chuyện trước sau anh chị nhé, bởi vì một tuần các anh chị mới tiếp cận được cùng Lê một buổi có một tiếng rưỡi, và trong một tuần đó thì nó có nhiều cái biến động đó. Quang Tèo, khả năng Quang Tèo các anh chị có hàng chốt, ok chưa? Đó, cách đây 11 giờ đây. Thì Novaland khả năng là như vậy, và với những cái điểm đánh như thế này thì cũng đang tìm lại cái vùng mục tiêu ở đây. Bản thân thì khả năng với lực đánh này của Novaland chưa hết đâu. Nó rũ rồi xong đó nó sẽ tiếp tục lên vùng 64, lên vùng 64-65, lên vùng 64-65. Nhưng cái câu chuyện là có lên được 64-65 hay không thì phải chỗ này, ông phải xem chỗ này đã. Chốt rồi, vùng 57. Vùng 57 chúng ta sẽ tiếp tục quan sát vùng 57, vùng 56-57 các anh chị nhé. 56-57, khoảng vùng 5, khoảng trên này một tí. Vùng 56.5, ok. Quan sát ở vùng 56.5, không gãy, có thể lực cầu sẽ tích lũy hẹp lại ở đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục có câu chuyện về Novaland. Có điểm mua thì ta lại mua tiếp, không có vội vàng cái gì cả, ok. Một mã cổ phiếu của ngành xây lắp nữa mà chúng ta sẽ nói đến đó là mã nào nhỉ? Đạt Phương, DPG. DPG là một mã cổ phiếu mà một số anh chị cầm thì bây giờ cũng đang sốt hết cả ruột. Nhưng mà cái câu chuyện là gì? Bán bò tậu ánh ương. Lúc các anh chị nhìn ông bên cạnh tăng, nhà mình không tăng, thấy khó chịu và bán đi thì lại bán đúng cái điểm đáy. Và bản thân thì đối với Đạt Phương, đó là vùng hỗ trợ 22 đến vùng 24. Vùng này thì các anh chị cứ yên tâm cầm nắm. Đạt Phương đang có những cái xu hướng đảo pha sang một cái xu hướng giảm dài, đó, downtrend dài, và sang một cái xu hướng uptrend dài thì nó cần thời gian đó, và phải kiên nhẫn đó, gặt có những cái lúa là mình gặt luôn được, ví dụ như FPT khuyến nghị đánh hàng T3, ok, nhưng với Đạt Phương thì đánh T3 không đánh được, nó rất là khó, thậm chí là có thể đánh được nhưng mà nó đây có những cái nhịp ngắn này nó rất là khó. Thì bản thân là Đạt Phương đang gặp cái vùng cản ở đây là vùng 26, chưa vượt được, và cái vùng này là do là khi đánh vượt được vùng 26 rồi thì cao nhất lên đến khoảng vùng 28 rồi đấy. Nhưng mà vì xu hướng thị trường đúng không ạ, vì tạo lập phái sinh nó ép sọt nên là lại bị đạp về đến vùng 28, vượt thoát đến vùng 28 thì lại công về vùng 3x, và đầu tiên phải về được vùng 3x đã. Còn khi mà Đạt Phương vượt được vùng 3x thì lúc đó là Đạt Phương bắt đầu chạy nước rút. Các anh chị hiểu là khi cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn rất là nhàm chán, sau đó thì cổ phiếu tích lũy đi lên, sau đó thì cổ phiếu chạy nước rút xong thì cổ phiếu phân phối xong thì dành cho những anh chị hưng phấn, hứng hết những cái hàng phân phối đó và ngồi trên ngọn cây, và sau đó thì đổ tội cho là cờ bạc, rồi đổ tội cho môi giới, đổ tội cho nghe người này người kia, và tất cả những anh chị nào mà không chịu trách nhiệm với bản thân mình cứ suốt ngày thì đổ tội thì suốt mãi mãi các anh chị sẽ là người thất bại, luôn luôn là như vậy. Mình phải nhận cái sai về mình đó, nhận cái sai rồi để chúng ta sửa sai
Đó, còn khi nào mà chúng ta cũng cứ vỗ ngực rồi chúng ta cứ đứng ở trên cao rằng là tôi giỏi rồi tôi mở lớp này lớp kia dạy học rồi tôi dạy những người này người kia, bỏ những câu chuyện đó đi các anh chị. HDC. HDC. Bản thân HDC cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hồng Lê đã phân tích từ vùng 14 lên vùng 16, ở vùng 16 và thậm chí là đạt được trên vùng 16, và sau đó thì có một cái vùng test chỉnh ở đây. Đẹp, gọi là đẹp, vùng vòng 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 cua này là như đường đua F1 ở ở gọi là Mỹ Đình các anh chị, nhưng mà mỗi tội không đua được. Nhưng mà cái vòng vòng đua này của Hồng Lê là chuẩn đấy. Và vùng hỗ trợ 15.4 không gãy thì đã HDC tiếp tục đánh lên, và mục tiêu HDC thì chia cổ tức khoảng anh chị nhỉ. À không phải HDC chia cổ tức đâu. DP mã gì cơ? HDG mới chia cổ tức. Mục tiêu tiếp theo đánh chạm vùng 18, và vùng 18 này chỉnh giảm kỹ thuật, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích các cái mục tiêu tiếp theo ở vùng 20, thậm chí là vùng 222. HDG Hà Đô. Hà Đô chia cổ tức các anh chị nhé. Chính vì Hà Đô chia cổ tức nên là những cái phân tích định lượng về giá trước chia và giá sau chia nó sẽ khác nhau. Bản thân Hà Đô thì một số tài khoản cũng đang nắm, và chúng ta có vùng giá hỗ trợ của Hà Đô đó là vùng 20. Từ vùng 20 này thì kỳ vọng cổ phiếu tiếp tục tích lũy, và với những cái điểm rơi về thanh khoản như thế này thì rất là ok. Chỉ cần một phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới Hà Đô lấy lại ở đây, lấy lại cái vùng này, đó là khoảng vùng bao nhiêu đây ạ? Anh chị chờ một tí, khoảng vùng 22. Thì như thế thì xu hướng sẽ đánh chạm vùng 24, và maximum của nhịp này nhóm sóng ngành xây lắp thì có thể đánh chạm vùng 26, thậm chí là có thể 28. Thì trước mắt thì chúng ta sẽ cập nhật cái target của HDG ở vùng 24, HDG ở vùng 24 sau chia. Ok. Thêm một số mã cổ phiếu về nhóm ngành xây dựng nữa. Đó là thằng TCH, nó mang tính chất đầu cơ, thằng này thì nó cũng dính dáng đến xây dựng nên là chúng ta sẽ phân tích luôn. Để chúng ta tí chúng ta nó liền mạch TCH. Thì bản thân ông Mãnh TCH này là ông này là ông ấy đầu cơ. Chính vì vậy nên là ông rũ. Đó thì cũng kệ nó thôi, vùng kháng cự 23.5 tôi mang hàng ra tôi bán được chưa, vùng hỗ trợ 20 tôi lại hốt, ở từ 20 lên 23.5 tôi làm vài vòng xem nào, 23.5 20 là được 3.500, 3.500 chia cho 20, ok, mỗi nhịp làm 17% thôi, chỉ kỳ vọng 10% thôi. Thơm chưa, ngon chưa, được chưa? Đó đây, từ vùng 20 đấy phân tích mãi rồi, đó, mãi thoải rồi. Còn cái câu chuyện là gì, TCH sẽ đánh chạm 3x các anh chị cứ chờ đi. Ở đây đang là nhịp đánh dạo thôi, và nó phải rũ, và thậm chí là trong cái cách mà TCH tạo lập có thể TCH sẽ rũ lại về đây. Tức là các ông phân tích ở vùng 20 thì tôi đạp cho một phát về vùng 17, 16, 16.5. Đó, 16.5. Hết phân tích ở 20 xong về vùng 16.5 bán tống bán tháo. Đó, bán tống bán tháo thì nó lại kéo lên từ đây. Đó. Ông TCH này kinh khủng lắm, đây các anh chị nhìn này. Đó, đây nhá. Đó, ông phân tích ở đây gì, đạp phát xuống đây kéo, xong đó bắt đầu kéo, đó, kéo dòng giã em này thì hay lắm TCH. Ok, liên quan đến nhóm ngành xây dựng, chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu HBC. Đấy, đẹp này, bắt đầu mới đến cổ phiếu đẹp này. Thì HBC chúng ta phân tích từ vùng 8 lên vùng 8 lên vùng bao nhiêu các anh chị, về vùng 10. Hoàn thành cái khúc đó rồi thì chúng ta tiếp tục phân tích ở những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật ở khoảng vùng 9. Đây này, cái hình mũi tên này là thấp thấp là ở vùng 9. Chỉnh giảm về vùng 9, và sau đó thì phân tích khúc thứ hai về vùng 13. 13, đánh đúng điểm 13 luôn. Và khúc thứ hai về 13 thì về được đến đâu? Về được đến vùng 12.75 thì bị rơi. Đó, về được đến vùng 12.75 thì bị rơi, không sao cả, và những điểm rơi này của HBC cực đẹp luôn, và cực đẹp là ở vùng 11.5, vùng 11 đến vùng 11.5. Vùng đây tiếp tục khuyến nghị xúc HBC, không biết là ở room nào. HBC 4 ngày. 4 ngày trước à? 4 ngày trước này. Và kháng cự mạnh 12.5, một số tài khoản chúng ta canh ở vùng 13 khoảng phiên tiếp tục này, đánh break để xu hướng chạm với chỉnh kỹ thuật treo yếu tố rồi ổn định trên 10 triệu một phiên. À tức là trước 4 ngày, 4 ngày trước là vẫn cập nhật cái target vùng 12.5 đến vùng 13 là chúng ta canh chốt. Và không biết là thế thì khuyến nghị ở bên room bên kia thôi, chúng ta không không mất thời gian.
vùng 11 đến vùng 11.5 xúc tiếp để đánh HBC sẽ có một cái quá trình ổn định ở đây ở vùng 11.5. Phiên ngày hôm nay lực cầu tiếp tục duy trì ổn định ở trên 6 triệu và kỳ vọng sang tuần tới sẽ có những điểm đánh mạnh và mục tiêu ở nhịp này đánh vượt thoát vùng 13. Bản thân HBC thì cũng có những cái câu chuyện về tạo lập rất là tốt, đúng không ạ? Ngày xưa rất là tốt. Và nhắc đến HBC thì các anh chị ở chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái câu chuyện là cá trên bờ đấy các anh chị nhé. Đây, cá trên bờ đấy này, đó anh chị nhìn thấy chưa? Đây cái bờ tức là ngày xưa thôi, bây giờ không phải là bây giờ, đó đấy. Đây là cái bờ này, đó. Xong đến đây cái bờ này, đó. Thì cá nó nằm ở trong bờ này và khi cá nó lên bờ, các anh chị thấy nhìn cá lên bờ trên bảy chưa? Và cá lên bờ xong thì từ 7 mà lên đến 35. Ngắn gọn như vậy thôi, không nói nữa. Nói nhiều. Các anh chị thì bảo thằng này chém. Thì HBC như vậy các anh chị nhé. Đầu tiên là chúng ta thì kỳ vọng lên vùng 13 và sau đó đánh chạm vùng 14.5 lên vùng 15. Mã cổ phiếu tiếp theo mà chúng ta nói đến đó là mã cổ phiếu rất quen thuộc LDG. Quá đẹp cho một trận đấu. Ở LDG cũng đây là có phân tích quá trình từ vùng 5 và chạm vùng 6.5. Các anh chị xem lại, chạm 6.5 rồi. Sau đó thì có những nhịp chỉnh giảm kỹ thuật và tiếp tục dò tìm ở vùng 6. Không thủng vùng 6, lực cầu quay trở lại ổn định và tín hiệu MACD đang bắt đầu chuyển sang xanh rồi, đẹp rồi, sướng rồi. Và LDG sẽ tiếp tục mục tiêu đánh chạm vùng 8 cộng và 8 cộng này sẽ chỉnh kỹ thuật trước khi mà LDG sẽ có một con sóng lớn đấy. Tạo lập của LDG các anh chị cũng có thể nhìn thấy. Đây là một con sóng thần của LDG đánh từ vùng bên này lên đến tận vùng 18. Ôi miên man đẹp quá. Nhịp này chúng ta không cần kỳ vọng đánh đến vùng 18 đúng không ạ? Chúng ta kỳ vọng đánh đến vùng vừa vừa thế này thôi, nó cũng thơm. Đó, LDG cập nhật khúc 2 cách đây 2 ngày. Các tài khoản đang nắm canh nhặt thêm quanh vùng giá 6 2 ngày trước các anh chị nhá, 2 ngày này. Đó, các tài khoản mở mới thì thăm dò thêm vị thế và đúng xu hướng thì chúng ta sẽ tiếp tục nhồi lệnh. Ok, 2 ngày. Đó. Và hoàn toàn có vùng 6 cho các anh chị mua cách đây 2 ngày trước và nôm na là trong tuần trước thì chúng ta đã nói đến vùng 6 rồi, thậm chí 6.1, 6.2, nôm na nó là như vậy. Đẹp, LDG đẹp. Tiếp theo. Ông bố của LDG đó là DXG. Đó, bố thì đẻ ra con. Thì bản thân đất xanh chúng ta có một cái phân tích từ vùng khúc 9.2 đâu đó ở đây này và về đến vùng 12, anh chị xem lại nha, đất xanh nhiều lắm, DXG. Đất xanh đó cập nhật khúc trước xong rồi và trong đó 2 ngày, cũng 2 ngày về trước sau khi mà cập nhật cái LDG xong thì canh mua vùng đất xanh ở vùng 11.5 đến vùng 12. Trend xu hướng của đất xanh nằm trong điểm hỗ trợ mạnh và đây là cái ảnh của đất xanh này, các chị nhìn thấy chưa? Khi Hùng Lê chụp là đất xanh còn chưa vượt được vùng 12 đó, hoàn toàn có điểm mua cho các anh chị luôn, vùng 11.5 đến vùng 12 khi chụp đây chưa có đó. Và nhìn cái ảnh này với cái ảnh hiện tại thì có nhìn thấy đất xanh khác nhau không các anh chị? Đó, có nhìn thấy khác nhau không ạ? Đó, có cái nến xanh này là khác rồi đúng không ạ? 12.7 đẹp quá. Tiếp tục mục tiêu vùng 14, không nói nhiều. LGL. Cái mã cổ phiếu này cũng hay lắm, nhìn cũng phê phê kinh khủng luôn. Xét về lịch sử tạo lập cũng đánh đâu đó nhịp gần đây nhất này, các anh chị nhìn thấy chưa? Họ cũng lên rất là kinh khủng, mặc dù thanh khoản nó hơi thấp nhưng mà với thời điểm hiện tại thì thanh khoản của LDG đã duy trì trên 500.000 mã cổ phiếu trên một phiên là yên tâm, ok rồi. Và hay nói vui là hôm nay hai con L lại trần, đó là LDG và LGL. Các anh chị đừng có nghĩ cái xấu xa. LGL thì cũng đã khuyến nghị rồi nhá, đây đó, nên là đó, cách đây một ngày LGL cách đây một ngày khuyến nghị mua đẹp quá. Đó là khi mà ông Lê nhận thấy là LGL có một nền tích lũy đi ngang đúng không, đánh lên vùng 6 và trả hết sạch sẽ ở vùng đẹp, nếu đẹp nhất chuẩn đẹp nhất là phải mua ở vùng 5, nhưng mua vùng 5 thì hơi khó, khả năng là chúng ta sẽ không mua được. Và trong phiên ngày hôm qua thì ông đã khuyến nghị đâu đó khoảng vùng 5.4, khi mà ông Lê phát cái lệnh mua, khuyến nghị mua là ở vùng 5.4 và phát lệnh xong thì không biết anh em nào xúc, và xúc xong thì trần cứng luôn, chịu. Ngày hôm nay lại tiếp tục trần, tức là như vậy là chúng ta cũng được đâu đó khoảng tầm thì cho phiên hôm qua được khoảng 2% đi, 2-3%, phiên nay 7% 9% sau T0 T1
Và hàng T3 thì dự kiến về và mục tiêu là sẽ đánh chạm 6. Và đương nhiên trong mục tiêu của cái 6 ngành xây lắp thì LGL đương nhiên là sẽ là một cái mã cổ phiếu mang tính đầu cơ cực cao, và mục tiêu ở vùng 7. Đó thì chúng ta cũng sẽ có một cái mức lợi nhuận tương đối là ổn định đối với LGL. Nhóm ngành xây lắp chúng ta còn mã cổ phiếu nào nữa không anh chị? Hình như là như vậy là cũng là tương đối là hết rồi đó. Chết rồi. Rất là nguy hiểm là bản tin đã 1 tiếng rồi mà chúng ta mới đi được đến nhóm ngành xây lắp. Quá là nhiều dữ liệu để chúng ta phân tích. Ok, sang nhóm ngành dầu khí đi. Thì bản thân là nhóm ngành dầu khí, các anh chị lưu ý đó là Hùng Lê đã có những cái phân tích nhận định về việc nhóm ngành này đang tạo nền, và cái câu chuyện tạo nền xong thì sẽ hồi phục giống như ngày hôm qua. Xin lỗi cả nhà, giống như ngày hôm kia Hùng Lê nói đến nhóm ngành thủy sản, nhóm ngành khu công nghiệp, thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích để xem là những cái nhận định đó thì nó như thế nào, đúng sai nó không quan trọng các anh chị. Hùng vẫn là Hùng mà, có làm sao đâu ạ. Cát hiện tại, xu thế hiện tại đang hơi xấu, tiền không có, dòng tiền đi ngang, và chúng ta tiếp tục dò tìm cái vùng giá mục tiêu, đó là cát đi ngang ở vùng 72.5. PLX cũng dò tìm vùng giá mục tiêu, đó là vùng 43 đến 44, và với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì PLX kỳ vọng đánh chạm lại vùng 44-45. Xin lỗi cả nhà, 49-50 cũng chưa có gì đột biến đối với PLX. Bộ đôi PVD khuyến nghị đó là gì? Đó là vùng 10, đó là vùng hỗ trợ, chúng ta hoàn toàn có thể tham gia vị thế, và mục tiêu đánh chạm vùng 12, sau đó thì lại lừng khừng ở đây. Và bản thân PVD thì cũng đang là một cái câu chuyện chuyển từ một cái vùng downtrend dài. PVD dính một cái downtrend dài đây, và đây là PVD đang có những cái điểm để chuyển lại pha xu thế. Chính vì vậy nên là những cái điểm này thì đánh nó hơi khó chịu, phải khi nào nó thoát kênh. Còn các anh chị thích gọi là mua điểm hỗ trợ và kháng cự thì cứ vùng 10 giã, vùng 12 bán, nếu mà gãy 10 thì SL theo quản trị rủi ro. Bản thân PVS cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Rất nhiều các anh chị là về đến vùng 12 cả cuống hỏi bán, nhưng mà với quan điểm hôm vùng 12 là vùng mua, và vùng bán đó là vùng 14, 13, 14 gì đó, thì chúng ta bán ngắn. Và PVS cũng như vậy, nó sẽ chưa tăng mạnh được ngay đâu. Đây đang là những cái điểm mà PVS chạy vòng quanh. Đó, chạy vòng quanh ở cái biên từ vùng 12 đến vùng 14. Ok, bộ 3 mã cổ phiếu POVG đầu tiên. POVG hay chạy với nhau. Thì POVG trong thời điểm hiện tại là dòng tiền thì tương đối là ổn định. Tuy nhiên cái vùng kháng cự ở đây là vùng 11 thì chưa đạt. Và POVG thì cứ chạm 10 mua, chạm 11 bán. Hiện tại thì đang vòng quanh ở trong cái biên này. Và khi mà thoát hết biên, đây là cổ phiếu đang tạo thành một cái bình nguyên, và hết cái bình nguyên đó thì chúng ta sẽ có những phân tích định lượng tiếp theo. POVK rồi, OI cũng là một cái mã cổ phiếu mà Lê đánh giá đang khá là tích cực, và trong cái thời điểm hiện tại OI thì đẹp hơn so với POVK, và gần như là cái bộ ba này thì OI đang là mã cổ phiếu gần như là đẹp nhất theo như cái quan điểm của Lê. Thì bản thân hiện tại OI sau một cái nhịp đánh dẫn lên vùng 9.5, và chúng ta vùng giá mục tiêu ở vùng 10.5, hiện tại đang có những điểm test chỉnh không gãy vùng 8.5. Đó là điểm mua này chính là những điểm mua vị thế, chờ cổ phiếu vượt 9. Ok, vượt 9 chúng ta mua hết ở đây được, để chúng ta chào đón ở một target 10 hay là bao nhiêu đó. Kỳ vọng 10.5, nhưng đôi lúc về đến 10 nó phân phối hoặc nó chỉnh giảm thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn chúng ta đóng lãi, bởi vì chúng ta đã mua được ở những vùng dưới này rồi, không có lý do gì mà khi cổ phiếu mình đang lãi 10 triệu đúng không ạ, mà nó giảm lãi nó còn lãi có 8 triệu 7 triệu mà các anh chị là cứng nhắc, các anh chị cứ thế là chính anh chị không bán, mình phải bán để mình giữ lãi chứ, đúng không ạ? Lãi 2 triệu cũng là lãi mà, đúng không? Giữ lãi còn hơn là mất lãi. BSR là một câu chuyện dài và cũng là một game sâu, cũng nên là nói rồi. Thì câu chuyện BSR đó là vùng hiện tại là BSR đang cũng có những cái điểm xoay sau một cái việc gọi là BSR giảm giá ở một cái kênh giảm giá trung hạn này. Giảm như thế được gọi là giảm trung hạn. Thì đây đang là những cái điểm hình thành đáy của BSR. Đó, mục tiêu trong cái nhịp đánh vừa qua đó là hình mục tiêu chạm vùng 8 đến vùng 8.5, nhưng mà chỉ lên được vùng 8 mà đổ. Sau đó thì BSR về đúng cái vùng hỗ trợ 6.8, và với quan điểm của ông Lê, 6.8 là vùng mua. Vùng mua thăm dò hay mua vị thế hay mua cái gì cái tùy các anh chị. Bởi vì mỗi một anh chị sẽ có một cái cách đánh khác nhau, nên là ông Lê chỉ nói như vậy thôi. Và vùng 6.8 này sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ khá là tốt, và mục tiêu tiếp theo BSR lại đi về vùng 8 đến vùng 8.5, và khả năng là nó sẽ nhồi qua nhồi lại ở cái vùng này thêm một vài nhịp nữa.
đó, về đến vùng này lại chỉnh giảm lại một tí nữa đó, nó sẽ nhồi qua nhồi lại và nhồi đến lúc nào để có những cái tín hiệu vượt thoát thì chúng ta sẽ chờ những tín hiệu vượt thoát ở bên này, và cái tín hiệu đó thì chúng ta cần phải chờ. Còn hiện tại thì hôm nay chưa có đủ cơ sở dữ liệu để chúng ta phân tích. Ok, thêm hai em đạm nữa, đạm Phú Mỹ và đạm Cà Mau, tại vì các anh chị là hay nhắc đôi lúc Hùng Lê bị sót chứ không phải là không phân tích. Thì vùng đạm Phú Mỹ thì không có gì thay đổi cả, vùng hỗ trợ khoảng vùng 3.5. Hiện tại là đạm em này thì em cũng đang đánh ở một trong cái biên khá là hẹp từ 13.5 và ở vùng 15.3. Đó thì hai vùng này là cơ bản vẫn đang đi ngang thế thôi, còn động lực để mà vượt thoát hiện tại là chưa có động lực để vượt thoát. Và các cái tài khoản mà cầm nắm con này thì chủ yếu là chúng ta tạm thời chúng ta sẽ mua ở vùng hỗ trợ và chúng ta sẽ bán ra vùng kháng cự và đánh ngắn thôi ạ. Đó. Đạm Cà Mau. Đối với đạm Cà Mau thì đẹp hơn đạm Phú Mỹ anh chị nhé. Đạm Cà Mau thì đẹp hơn đạm Phú Mỹ bởi vì với xu hướng hiện tại như thế này là khá là ok. Vùng 8 cũng có thể tạm gọi là vùng cá trên bờ của cổ phiếu này. Vùng 8 cũng có thể tạm gọi là vùng cá trên bờ, gọi là cá trên bờ ngắn chứ không phải được là cái xu thế trung hạn. Thì mục tiêu của em này đó là không vùng hỗ trợ 8, và từ 8 này thì mục tiêu đánh chạm vùng 9.5. 9.5 có thể chỉnh kỹ thuật về vùng 9 và sau đó thì có thể tiếp tục hành trình. Và cái cơ bản là cái câu chuyện tạo lập của em này hiện tại đang khá là tốt và kỳ vọng nhịp này sẽ tiếp tục đánh. Đối với những tài khoản mà đang cầm đạm Cà Mau chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm để chúng ta nắm giữ. Ok, chúng ta sẽ đi đến nhóm banh, cũng không còn nhiều thời gian nữa đúng không ạ? Đi rất nhanh. Vietcombank đã khuyến nghị là úp rồi ngày hôm qua. Vietcombank hiện tại đang có những cái dấu hiệu ổn định ở vùng 84, ở những vùng 84 rất là ổn định, và mục tiêu từ vùng 84 kéo chạm vùng 90 một lần nữa. Với những tài khoản mà chưa đang nắm Vietcombank thì chúng ta sẽ canh chốt những tài khoản mà có thể đánh ngắn lướt lát Vietcombank một tí ở đây thì cũng có thể canh mua. BID là vùng hỗ trợ ở đây, vùng 40, đã khuyến nghị anh chị là vùng 40 cạn vô như này chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tham gia mua vị thế. Chờ những phiên mà bit nó có những cái lực đánh quay trở lại khoảng tầm từ 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ mua hết ở cái điểm đó, và mục tiêu thì không thay đổi. Bit vẫn là một cái mã cổ phiếu mà lead dòng banh khá là tốt, và mục tiêu ngắn thì về vùng 45, và sau đó hoàn thành 45 thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện định lượng tiếp theo. ACB, một mã cổ phiếu ở trên sàn HNX, thì bản thân ACB lồng lê đã vùng 26.5 là khuyến nghị các anh chị sút rồi, bởi vì là cũng chỉ kỳ vọng đến như vậy thôi. Đó, trong cái nhịp đánh phân tích ở đây này, chúng ta phân tích từ vùng 20.5, sau đó thì chúng ta phân tích lên vùng 24 vượt thoát 24 thì chúng ta đánh lên vùng 26 cộng, nói chung đến 26 cộng một chút rồi. Còn những anh chị nào ôm mà bị lỗ đó là lỗi của các anh chị, những anh chị không nghe Hùng Lê thì chịu thôi. Sau đó thì chúng ta tiếp tục có một vùng mục tiêu ở đây, cái vùng ngày xưa nó là vùng kháng cự trở thành vùng hỗ trợ của ACB. Về đến vùng này chúng ta lại mua, túc tác mua. Và mục tiêu trong nhịp này thì ACB sẽ đánh chạm từ vùng 24 về 26 và tiếp tục chỉnh. Cơ bản là nhịp này ACB nó cũng chỉ đánh được như vậy thôi, không có hơn. Còn khi nào mà vượt thoát được, có những cái tín hiệu vượt thoát vùng 26, 27 thì lúc đó thì chúng ta sẽ tính toán đến câu chuyện tiếp theo. Còn với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta chỉ nói đến như vậy. ACB, BID, IV, MBB và công thương. MBB thì như thế nào cả nhà nhỉ? MBB trong nhịp đánh gần đây về vùng 19 và cổ phiếu này thì khá là nặng bông. Hiện tại thì MBB đang loanh quanh ở vùng 17 thôi, chưa có gì đột biến, và tích lũy thành công vùng 17, cầu quay trở lại khoảng tầm độ 4 đến 5 triệu cổ phiếu thì MBB sẽ tiếp tục đánh chạm vùng 19. Về cơ bản là ổn. Nhóm banh thì sang tuần tới thì kiểu gì thì tiền cũng sẽ vào banh thôi, sau những cái nhịp mà loanh quanh luẩn quẩn như thế này thì tiền sẽ đánh banh thôi, và cũng chỉ có đánh banh thì mới kéo được phái sinh lên. MBB rồi, công thương CTG. Bản thân công thương thì cũng đã khuyến nghị chốt rồi đúng không ạ? Chốt ở cái vùng đâu đây, ở trên này này, vùng 24 cộng, à vùng này là vùng bao nhiêu, lên đến tận đến được đến trên này cơ mà đúng không ạ? Vùng 24.825, và một số các tài khoản đó mặc dù là trong những cái phân tích định lượng của Lê là lên đến vùng 26, nhưng có những anh chị bảo là không, tôi cứ đến vùng 25 mà tôi chốt, 29, 24.5, 24.8.9 là tôi chốt, bởi vì là tôi gặt lúa non đó. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy là cái ý nghĩa của gặt lúa non là nó cũng thơm mà nó ngon đấy đó, thì gặt xong cái thì nó đổ luôn.
Thì những cái điểm đổ này chúng ta lại tiếp tục tìm cái vùng hỗ trợ 22 đến 22.3, chúng ta lại múc vào thôi. Đây, bản tin tuần trước là đã có cái này rồi, các anh chị xem lại đi. Và phiên phiên này đóng cửa là ở tuần bao nhiêu? Đóng cửa là ở vùng 22.1. Và một số các anh chị bảo là Hùng ơi, bây giờ đang ở 22.1, Hùng phân tích ở cái nền 22. À không phải. Câu này đóng cửa đây là bao nhiêu nhỉ? Đóng cửa ở 23.3 mà phân tích sâu hoãng ở dưới này thì nó có về được không? Thì phiên ngày thứ hai phái sinh nó sọt cho một cái là nó tưng bừng luôn. Đó, về đến đây. Và cái câu chuyện là công thương sẽ ổn định lại ở vùng 20 mấy đây ạ, 22, 23. Dòng tiền tiếp tục suy yếu ở nhóm ngành ngân hàng là một tín hiệu tốt để có thể lấy đà cho một phục hồi cho một cái xu hướng tiếp theo. Thì đối với công thương thì trong nhịp này thì lại kỳ vọng đánh chạm lại vùng 24-25 ở đây này. Đó, về vùng này rồi chúng ta xong đó chúng ta lại tiếp tục tính toán. Nói chung là gặt lúa non thôi. Nó ngon lắm. Techcombank và HDBank. Techcombank. Techcombank đó không có gì đột biến, vùng kháng cự 22, hỗ trợ 20 và cứ thế đánh vòng quanh ở đây thôi. Lực cầu với lại tín hiệu MACD và tín hiệu dòng tiền đi ngang này thì cũng không có cái gì cả. HDBank đúng không ạ? Mọi người cứ cái câu chuyện là khi mà chúng ta phân tích một sóng lên của HDBank ở đâu đó khoảng vùng 20.5 đó, lên đến vùng 24 và sau đó từ vùng 24 thì lên vùng 27-28. Thì khi đó thì HDBank có cái câu chuyện là chia cổ tức, nhưng mà rất nhiều nhà đầu tư không hiểu rằng là khi chia cổ tức á, các anh chị nhận về 60 cổ phiếu thì giá của cổ phiếu của các anh chị sẽ giảm về cái tương ứng. Tức là câu chuyện là sau khi chia cổ tức thì cổ phiếu có còn lên được nữa hay không? Đó, chứ còn cứ phải là chia cổ tức là các anh chị cứ giữ được cổ phiếu nguyên cái cổ phiếu đó và các anh chị nhận cổ phiếu thêm về, thế thì các anh chị lãi quá, lãi to, thế thì ai cũng đi đầu tư cổ phiếu để mà ăn cổ tức, đúng không ạ? Và bản thân ở vùng 27-28 là Hùng Lê khuyến nghị HDBank sút rồi, sút. Sút xong thì chúng ta lại dò tìm lại khả năng là sẽ chạm lại vùng 26. Từ vùng 26 này thì lại hồi phục ngắn lên vùng 28 và sẽ có những cái nhịp lình trình ở đây. Ở những nhịp lình trình đó xong xuôi hết sóng phát và sau đó nó lại rơi tõm xuống phát. Ồ thế là nhiều nhà đầu tư lại bảo rằng ôi chứng khoán nó là cờ bạc, đúng không ạ? Tôi nghe môi giới nên là tôi mất hết quần. Tôi nghe thằng bạn nên là tôi thế này thế kia. Đấy, các anh chị suốt ngày là sẽ là luôn luôn là người thất bại. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không nắm được cái quy luật vận động của cổ phiếu, quy luật vận động của thị trường, nên là chúng ta mua đỉnh, đúng không? Mua đỉnh thì chết thôi. Đó. Phải chịu thôi, không có cách nào cả. VPBank đoạn này cũng đang hơi kém, nhưng không sao. VPBank thì đã vùng 22 và Hùng Lê cũng đã dự báo, các anh chị có hỏi là nhận định xu hướng của VPBank như thế nào thì cũng đánh giá là VPBank sẽ đi ngang ở vùng 22 ổn định. Chung với xu hướng tích lũy của dòng bank và dòng tiền quay trở lại thì VPBank sẽ đánh chạm về vùng 24. Vừa thoát 24 chúng ta sẽ có câu chuyện tiếp theo. Còn đến thời điểm hiện tại là Hùng Lê chỉ nhìn đến cái vùng 24 thôi. Trong nhóm bank chúng ta sẽ phân tích tiếp một số các cái mã cổ phiếu nữa về mã đầu tiên đó là STB, một cái mã cổ phiếu cũng rất là quen thuộc của team. Thì bản thân là STB chúng ta có phân tích từ cái vùng 9.5 8.75 đến vùng 9 ở đây và mục tiêu là chạm vùng 12.5 đến vùng 13. Và trong tuần thì STB cũng đã chạm đến vùng này và nói chung là cũng canh chốt, và đây thì cũng đang là những điểm lấy lại. Thì những cái điểm lấy lại này thì mục tiêu cuối cùng đó là cũng chỉ về đến đây và chúng ta canh chốt. Còn khi mà STB vượt thoát được hay không, cái câu chuyện vượt thoát được hay không thì chúng ta sẽ chờ. Chứ hiện tại thì Hùng chỉ nhìn đến cái đoạn 12.5 đến vùng 13 là hết đối với STB. SHB trong thời điểm hiện tại cũng như vậy. Đây đang là những cái điểm mà SHB phân phối gọi là kéo lên xả xuống và những cái điểm phân phối ngang. Còn cái mini game ấy, cái mini game là chính là tí nữa thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện ITA. Cái mini game đây chính là cái mini game bắt giá sàn của SHB và sau đó thì chốt được, có nhiều anh chị lì đòn lắm, chốt được tận vùng 15-16. Kinh. Từ vùng 11.7 mà chốt được 16 là bao nhiêu ta? 4 mà chia cho 11 36%. 36% hơi căng. Đánh bắt giao rơi mà được 36% hơi căng.
Thì bản thân SHB là nó đang có những cái vùng dao động ở đây, và những cái vùng dao động này chính là cái vùng mà có thể ý đồ tạo lập phân phối hàng, và sau khi phân phối hết xong thì có thể SHB sẽ rơi. Các anh chị lưu ý STB, SHB rồi LPB. Liên Việt Postbank cũng là một cái mã cổ phiếu về nhóm banh ở hiện tại thì nó cũng khá là hay, và đến thời điểm hiện tại thì ông Lê cũng chỉ nhìn được ở target ở vùng 9.5 đến vùng 10 thôi, và vùng hỗ trợ của nó là vùng 8.5, cứ gặp 8.5 mua lên, ở 9.5 đến vùng 10 bán. Hiện tại thì như vậy, không có gì. VIB. VIB là một cái mã cổ phiếu mà tính tạo lập của VIB cũng khá là tốt trong lịch sử, và đến thời điểm hiện tại thì VIB đang tiến dần đến cái vùng kháng cự, đó là vùng 19, vùng kháng cự là vùng 19, còn cái target ở đâu đó vùng 18 này, cái vùng giá mục tiêu ấy, bởi vì VIB là chúng ta phân tích từ vùng 14 mà các anh chị. Vùng 14 xong đó lên vùng 16.5, từ vùng 16.5 thì chúng ta phân tích lên vùng 18. Và vùng 18 này thì cổ phiếu này chỉnh giảm lại, và bây giờ chúng ta dò tìm ở vùng 17. Vùng 17 đó là cái vùng lấp gáp lại, vùng lấp gáp lại ở quanh vùng 17, vùng 17 này trong cái bản tin phân tích tuần trước khả năng là có rồi đấy. Tín hiệu của VIB thì hiện tại là dòng tiền đang hơi yếu, nhưng tín hiệu về giá là đạt, và mục tiêu lại công lại vùng 18. Vượt thoát vùng 18 thì chúng ta có target tiếp theo ở vùng 19, và vùng 19 cũng là một cái vùng kháng cự khá là dài. Cái câu chuyện là cổ phiếu này có vượt được vùng 19 hay không để đi tiếp. Đó, vượt được vùng 19 hay không để đi tiếp thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cập nhật trong cái bản tin tiếp theo và trên Zalo. Đó, các anh chị mà về team của ông Lê thì các anh chị sẽ được cập nhật trực tiếp ở trên Zalo. Ok, nhóm banh như vậy là hết. Chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Thì trong những cái phân tích định lượng của ông Lê thì ông Lê đang có một cái cảm nhận thôi. Đó là cái cảm nhận nó giống như kiểu đá bóng, cầu thủ đá bóng ấy, cảm giác bóng ấy. Thì ông sẽ có những cái cảm giác về cổ phiếu, và ông sẽ có những cái cảm giác về thị trường. Những cái cảm giác đó nó không có công cụ gì để chúng ta phân tích cả. Những cái công cụ phân tích kỹ thuật thì nó chỉ là phần cứng. Và những công cụ phân tích kỹ thuật thường là giá đi trước rồi những cái chỉ báo kỹ thuật nó mới đi sau. Còn cái quan trọng nhất là cái cảm giác, cảm nhận về thị trường. Thì ông Lê có được những cái cảm nhận thị trường hiện tại tạm ổn để phục vụ anh em. Đó, thế thôi, cũng chỉ đủ để gọi là ổn thôi, đúng không? Phân tích 10 thì đúng 7 sai 3. Đó, thế là được rồi. Thì HCM trong nhịp đánh trước đây chúng ta kỳ vọng ở vùng 22, nhưng HCM chỉ đạt được đến vùng 21, và sau đó thì nó rơi chung với cái nhịp đạp của thị trường. Và sau cái nhịp rơi đó thì HCM về đúng vùng hỗ trợ đây. Đấy, chính là cái vùng mà con cá bơi ở đây, trong cái vùng mà Lê phân tích định lượng ở cái vòng này này. Vòng này vòng 17.5 đến 18.5. 17.5 đến 18.5 không gãy để đi về target 22 cộng. Đó là trong cái nhịp này, và nó đi về được để 21 thì nó gãy chung với thị trường. Sau đó thì HCM đã có một nhịp hồi phục ở đây, và chúng ta lại tiếp tục dò tìm vùng 18 đến vùng 18.5, đó là vùng hỗ trợ của HCM để mua. Và bộ ba cổ phiếu hình như là đây, bộ ba cổ phiếu HCM, SHS và SSI, anh chị nào đang cầm thì cân thêm hàng trong phiên ngày hôm nay. Và lúc đó là cách đây 12 giờ, tức là lúc đó 9:34 anh chị, lúc đó là thị trường nó chưa 9:34, các anh chị xem lại, nếu mà lúc đó thì HCM đang đâu đó gần giá 18 đó, lình trình ở đâu đó thôi, gần giá 18, và kết phiên thì ở giá 10:19. Nếu như các anh chị mà xem biểu đồ 15 phút ấy thì có thể tra lại cái lịch sử đó, không có gì cả. Thì tại sao lại như vậy? Bởi vì những có một số tài khoản các anh chị là đến vùng 22-21 này các anh chị không chốt, các anh chị nắm lại, thì vô hình dung là quay về đây nó lại quay về nền, nó có thể mất lãi nó. Thì chúng ta không sao cả, chúng ta lại ôm lại từ vùng này, và chúng ta lại tiếp tục có một cái target tiếp theo, và mục tiêu là HCM sẽ chạm vùng 20.5, và sẽ có những cái câu chuyện về sóng trung hạn hay không, chờ. Và với cái cảm nhận của ông Lê thì khả năng là nhóm chứng khoán sẽ tạo sóng thần ở trong 6 tháng cuối năm, còn đúng hay không thì sẽ chờ. SSI thì nó quá là quen thuộc với những cái nhịp mà ông Lê phân tích nha, đúng không ạ? Và mục tiêu cuối cùng của SSI chạm vùng 16. Đã về đến vùng 16, các vấn đề là các anh chị có đóng lại hay không thì cái đó là chịu, Hùng là không thể can thiệp được. Về vùng 16 thì SSI sẽ có những nhịp chỉnh giảm lại khoảng về vùng 14.5, đây là cái vùng hỗ trợ vàng, và đây là những cái điểm mua vàng để tiếp tục công lại vùng 16. Vượt thoát vùng 16 chúng ta sẽ có khoảng vùng 18.
Và khi mà SSI lên được khoảng vùng 18 rồi á, lên lên được khoảng đến những cái vùng đó rồi thì lúc đó SSI sẽ có những cái điểm chạy nước rút, nó sướng lắm, nó đẹp lắm. Chờ. SHS là một cái mã cổ phiếu nó mang cái tính chất tạo lập cực kỳ cao, và chính vì vậy nên Hùng cũng rất yêu thích. Nó vừa có tính cơ bản, nó vừa có tính tạo lập thì không có cái gì bằng cả. Và cái câu chuyện là cái vùng cá ở trên bờ đó là vùng 17, và không biết là SHS có đánh vượt được vùng 17 hay không, thì khi mà vượt thoát vùng 17 thì gần như cái cơ hội mua hàng của chúng ta cũng gần như là nó không còn nữa đó, bởi vì lúc đó là gần như là chỉ còn hàng tạo lập thôi. Thì trong cái nhịp đánh vừa qua đúng không, và trong cái bản tin phân tích tuần thì Hùng đã có tìm lại cái vùng 12, đó là cái vùng cân bằng trở lại của SHS sau một nhịp đánh lên vùng 14. Và nhìn những cái yếu đồ tạo lập của SHS đây thì rất là đẹp, nó rất là đẹp luôn, và những cạn vol và dòng tiền thì đang cúi đầu, gọi là đang khom đầu, nhưng mà rồi sau đó sẽ có những cái tín hiệu tạo nền ở đây và sự hồi phục của thị trường đó. Thì vùng 12 chấm rất là đẹp, và cũng khuyến nghị các anh chị trong team của ông Lê đã chiến đấu cái mã SHS rồi đó. Thêm mã cổ phiếu CTS nữa này, CTS cũng là chứng khoán. Ok, CTS. CTS đó, ok, là xem nào, CTS, những cái lực đánh của CTS đây, và trong trong những cái điểm mua phân tích từ vùng 7 mà cũng về vùng 8 là cũng lãi được các anh chị nhé. Đó là các anh chị có giữ lãi không, T0, T1, T2, T3 hoàn toàn có thể giữ lãi được. 1/7, 1/7 cũng được 14%, T3 lãi 14%. Đó, có giữ lại hay không thì lấy là câu chuyện của anh chị. Và đối với CTS hiện tại lại có cơ hội rồi các anh chị, xúc thôi chứ còn gì nữa, lại về đúng quá đẹp luôn, quá đẹp cho một xu thế, quá đẹp cho một trận đấu ở đây rồi. Vùng 6.6.8, 6.8, 6.8 đến vùng 7. Vùng 6.8 đến vùng 7 cân hàng đi cả nhà nhá. CTS ok. Và lại bắt đầu một hành trình lại từ vùng này, ta lại đánh về vùng 8 đó. Lại làm độ 5% là ui giời cười híp mắt rồi. Với vùng 5% nó quý lắm. CTS này, MBS hình như mọi người có hơi kêu ca về MBS. Hả? Thì MBS là như thế nào đây? Bản thân những cái tạo lập của MBS trong quá khứ cũng rất là tươm. Chính vì những cái tạo lập rất là tươm, và trong cái nhịp ở đây là khi MBS đánh vượt thoát 10 thì chúng ta kỳ vọng ở khoảng vùng 13, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là MBS lại đang bị trượt trượt cái quỹ đạo một tí, nhưng không sao cả. Quỹ đạo này trượt đi một tí cũng không sao cả. Quỹ đạo này trượt đi một tí so với đây, bây giờ chúng ta mua ở vùng 10 đúng không ạ? Mà chúng ta bây giờ giá CTS hôm nay ở vùng 9.9 thì lỗ tí tẹo tèo teo sao phải xoắn ạ. Chúng ta phải mua thêm vùng 9.5 đến vùng 10. Ok, MBS vùng 9 đến 9.5 đến vùng 10 cân hàng đi các anh chị nhá. Đó. Rồi ok, tiếp tục vùng giá mục tiêu vẫn tiếp tục kỳ vọng đánh lên vùng 12 13, không có gì thay đổi cả. MBS lúc đánh là cũng tươm đấy, không đùa đâu. Rồi ok, chứng khoán xong. Ôi thôi chết rồi, bây giờ là mới đến chứng khoán thôi. Ok, chúng ta sẽ nói đến ngành thép, nói nhanh. HPG, HPG trong những cái phân tích định lượng của ông Lê ở đây đó là về vùng 24, nhưng mà nhận thấy là có những cái điểm ở những cái điểm 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 mua đẹp, nên là Hòa Phát 2 ngày trước đã khuyến nghị mua, ý đồ đạo lập 2 ngày trước khuyến nghị mua các anh chị nhé, ở bên room kia. Và hôm nay thì Hùng Lê tổng kết lại là Hòa Phát hôm nay là hàng T1 và dự kiến là hàng T3 xuất ra. Bởi vì khi đó thì trong bản thân là trong tuần trước là chúng ta đã dò tìm cái vùng 26, đấy là cái vùng cân bằng trở lại. Thì vùng này cân bằng trở lại có 1-2 phiên, và phiên ngày hôm qua thì Hùng Lê nhận thấy là khả năng là ổn. Đó thì chúng ta mua T0 rồi T1. Và đối với Hòa Phát là đánh lướt T3. Thì cứ đến T3 có lãi chúng ta chốt 5, lãi 5% cũng chốt, 10% cũng chốt, 20% hay 13 1 vài phần trăm chốt đó. Khả năng nhịp này đánh chạm vùng 28. Ok, NKG, Nam Kim, NKG thì trong nhịp này cơ bản là kéo lại vùng 8.5 một lần nữa. Hoa sen thì trong cái bản tin tuần trước đó là Hùng Lê có nói đến câu chuyện là Hoa sen ở nhịp này thì chúng ta chơi game.
Chơi game đó là gì? Chơi game đó là có nghĩa là nếu như nó về được khoảng vùng 10 đó thì chúng ta mua và chúng ta sẽ đánh game. Đánh game thì cái câu chuyện đánh game thì nó có thể sập sập game đó lúc nào thì cũng biết, và vấn đề là đánh game thì chúng ta sẽ đánh ở một cái thị trọng vừa phải. Với những tín hiệu này của hoa sen thì hoàn toàn là game này sẽ tiếp tục các anh chị nhá, chưa bể game đâu. Phiên ngày thứ hai có thể có những cái điểm chạm về vùng giá 11.5, chúng ta mua. Ok, mua chơi game tí. Giải ngân khoảng 30% vị thế đối với HSG, mục tiêu đánh chạm vùng 14. Và xét những yếu tố tạo lập của hoa sen ở trong quá khứ thì hoa sen cũng đã có những cái nhịp đánh về tạo lập khá là đẹp, lên đến tận vùng 25 cơ đó, mà vừa bây giờ mới tạo lập lên đến có vùng 11 12 thì khả năng nó vẫn còn ok, đúng không? Chúng ta cứ kỳ vọng thôi. Rồi, thép xong. Một số các cái mã cổ phiếu cơ bản tốt, ví dụ như là Hùng sẽ phân tích để chọn lọc ra các anh chị nhé, không còn thời gian. FRT cũng đã khuyến nghị mua. Bản thân FRT trong cái miếng đánh ở đây là kỳ vọng về vùng 3x và đạt được đâu đó gần đến 3x, các anh chị xem lại. Và hiện tại Hùng Lê đang quan sát thấy những cái tín hiệu tạo nền của FRT ở vùng 23.5. Chính vì vậy là FRT hôm nay cũng đã khuyến nghị các tài khoản đang cầm đây mua luôn ở vùng 24 24.5 để giảm giá vốn nếu lỡ đu, bởi vì là một số anh chị là vùng 28 là đu. Còn các tài khoản mới giải ngân 30% vị thế thăm dò và mục tiêu sẽ đánh chạm vùng 28 cộng, khuyến nghị ở vùng 24 đến vùng 24.5, kết phiên FRT ở vùng 25. Với kịch bản hiện tại của FRT, những tín hiệu kỹ thuật này thì hoàn toàn có thể kỳ vọng FRT sẽ đánh chạm lại vùng 28, mạnh hơn sẽ là vùng 3x. Cái mục tiêu về vùng 3x đối với FRT không có gì thay đổi. Một mã cổ phiếu nữa là PTB, cũng là một cái mã cổ phiếu mà trong những cái ý đồ phân tích tạo lập của ông Lê nó khá là tốt. Và hiện tại cái nhịp mà chúng ta phân tích ở đây đó là nhịp 45 46 để kéo về đến vùng 50, vượt thoát được vùng 50 thì khi đó chúng ta sẽ có một cái câu chuyện về PTB ở đâu đó khoảng vùng 6x. Và trong tuần thì đã có những cái điểm chỉnh giảm lại, và đây này, hình như cái hình mũi tên này là đâu đó là đã ở vùng 47 47.5 đó, thì đã những cái vùng này hoàn toàn chúng ta có thể bắt lại ở vùng 47.5 rồi. Hoặc là chúng ta bắt ở phiên này, đó là phiên mà lực cầu đổ về khoảng trên 400.000 cổ phiếu và giá của của PTB lấy lại trên vùng 50, đó là cái dấu hiệu mà để chúng ta mở điểm mua. Đó, thì không ai có thể làm thay các anh chị cả, chúng ta sẽ phải chủ động vào PTB mục tiêu 6x. Một mã cổ phiếu nữa là VE cũng rất là tốt ở trong những cái xu thế định lượng của ông Lê. Đó, các anh chị nhìn thấy hàng tuần khi mà VE vượt hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 40 thì tiếp tục đề ra một cái target 45, 46 và hiện tại thì đã đạt đến 45 rồi, và cái câu chuyện mà VE đi về 46 nó chỉ còn là ngày 1, ngày 2 thôi, và mục tiêu vượt vùng 46 VE sẽ có target 50. Và cái câu chuyện ở trong cái giai đoạn này là có đánh lên được vùng 60 hay không thì chúng ta sẽ cần chờ, nhưng ít nhất là khả năng với lực đi hiện tại là vùng 55 của VE là có. Nhưng với quan điểm của ông Lê đó là gì, chúng ta từng bước một, và trong những cái điểm phân tích kỹ thuật ở đây đó là không chỉnh giảm, không gãy vùng 41, các anh chị có thể xem lại ở trong các bản tin phân tích tuần trước. Và ok, chúng ta có target tiếp theo vùng 45 46, VE cũng là một mã cổ phiếu rất là đẹp. TLG và Park sẽ phân tích tiếp hai mã cổ phiếu này, và mã cổ phiếu BFC. TLG Thiên Long thì đó, cái câu chuyện của TLG đó là nó đang có một cái quá trình downtrend dài thì nó cần phải có thời gian tạo nền. Và với quan điểm cá nhân của ông Lê đó là những cái điểm tạo nền của TLG ở đây thì trước đây là chúng ta phân tích ở vùng 30 và sau đó thì ở cái vùng đây là cái vùng tiếp theo khoảng vùng 32, đó chính là những cái điểm tạo nền dài của cổ phiếu này. Và ông Lê kỳ vọng là từ cái vùng 30 32 này cổ phiếu nó sẽ có một cái sóng dài, và chúng ta cùng chờ, bởi vì là cái quá trình tạo nền của cổ phiếu thì nó khá là lâu. Cổ phiếu PAC Park, bản thân PAC cũng như vậy, hiện tại thì thanh khoản nó hơi thấp sau một cái giai đoạn đánh lên ở đây, thì đây cũng là một cái giai đoạn mà ông Lê kỳ vọng là PAC sẽ tiếp tục có những cái điểm đánh đi vòng vo quanh vùng 22 đến vùng 23 không gãy, và khả năng là sẽ vòng vo thêm một đoạn nữa đó, một đoạn nữa trước trước khi đánh đó, trước khi đánh. BFC
TV2 và VSC. TV2 là một cái mã cổ phiếu về điện đó. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị hoàn thành mục tiêu vùng 85. Từ 85 này chỉnh giảm một tí nữa thì có thể là trong nhịp này là TV2 sẽ đánh chạm vùng 90, 90 đến 95, nhưng khả năng về đến vùng 90 thì cũng là hết sóng. Cái tính tạo lập của TV2 khá là tốt. CSV, một cái mã cổ phiếu về cái ngành vận tải. Và trong một cái quá trình downtrend dài của cổ phiếu đó thì chúng ta cũng thấy rằng là gì ạ? Cổ phiếu đã chỉnh giảm và đây đang là những cái tín hiệu tạo nền. Chính vì những cái tín hiệu tạo nền này nên Hùng Lê đã đưa vào phân tích và khuyến nghị đầu tư đối với mã cổ phiếu CSV. Và CSV thì về cơ bản mục tiêu đó là trong trong cái điểm ngắn, là chạm vùng 25. Trong điểm ngắn là chạm vùng 25 và vùng hỗ trợ ở đây là vùng 22, thì với các cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại là cổ phiếu đang có xu hướng hồi phục từ vùng 22 và vùng này thì hoàn toàn các anh chị có thể mở điểm mua. Mục tiêu đánh lại vùng 24 đến vùng 25. CSV. Thêm mã cổ phiếu Bagona nữa, bởi vì mã cổ phiếu này thì các anh chị cũng quan tâm rất là nhiều. Thì bản thân là Bagona là cái ý đồ tạo lập của nó không được tốt lắm. Khi nó đánh thì nó không đánh được sóng dài. Đó, chính vì vậy nên là với những anh chị nào đang cầm nắm Bagona thì chúng ta canh ở những cái vùng, đây là vùng 12.3 này. 12.3 đến khoảng vùng 12.5 đó là vùng hỗ trợ, thì nếu như mà chúng ta lỡ đua vùng 14 á, thì chúng ta mua ở dưới này thì chúng ta bình quân giá vốn xuống, bởi vì trong cái nhịp này thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta đang có những cái dấu hiệu mà cổ phiếu này sẽ quay cái cung trở lại, ở trong tuần tới và có thể đánh chạm vùng 14 và vượt vùng 14 cộng một tí mạnh hơn thì vùng 15, và về đến vùng này thì anh em ta cũng canh chúng ta chốt thôi đó, chạm kháng cự chúng ta chốt. Ok, hiện tại bản tin 1:30 phút rồi và chúng ta chưa phân tích được nhóm ngành cổ phiếu của cao su, nhóm ngành cổ phiếu của dệt may và nhóm ngành của khu nghiệp. Lướt nhanh nhóm ngành cao su có PHR. Bản thân PHR là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp trong một cái kênh xu thế và mục tiêu không có gì thay đổi cả, bởi vì trong một cái quá trình đi lên thì PHR gần như là nó sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm về mặt kỹ thuật. Những cái mục tiêu trước đây nó chỉ đạt được lên target 55 và sau đó thì có những cái điểm trả về vùng 48, vùng 48 cũng tạm được gọi là vùng cá trên bờ đối với PHR trong cái điểm ngắn, và từ vùng 48 này chúng ta tiếp tục có những kỳ vọng đánh vượt thoát. Đó, hôm nay đánh vượt thoát vùng 52 rồi và mục tiêu lại đi lại về vùng 55, vùng 56 ở đây. Các cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại ở PHR khá là ổn áp. Nhóm ngành dệt may chúng ta điểm nhanh TCM. Bản thân TCM trong giai đoạn hiện tại thì hôm nay đánh giá là một trong những cái mã cổ phiếu tốt của nhóm ngành dệt may. Về mặt trend xu thế, kênh xu thế thì TCM là một mã cổ phiếu ok, và chúng ta đã phân tích cái khúc ở đâu đây này, khúc 16, 17 gì đó và lên khúc 22. Và đạt được mốc cao nhất thì gần đạt được 22, và cổ phiếu này lại có những điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật, và chính những điểm chỉnh giảm này đó là những điểm chỉnh giảm từ vùng 19 đến vùng 20.5. Không gãy thì xu hướng của TCM sẽ tiếp tục hồi phục và đi lên, thì bản thân là như vậy, những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn của TCM hiện tại như thế này là khá là đẹp rồi. Chỉ cần lực cầu đánh lại và mục tiêu không có gì thay đổi, chạm 22 chỉnh giảm kỹ thuật và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích các cái target của TCM đâu đó ở vùng 24, thì cái này là chúng ta sẽ phân tích sau. Mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghiệp đó, phiên cách đây phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh thì chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy những cái sóng sánh của nhóm ngành công nghiệp rồi. D2D hiện tại đang có một cái quá trình để bẻ lại cái kênh xu thế, và trong cái mục tiêu của chúng ta đó là đánh vùng 65 mà lên đến vùng 70, trên này nó hơi cao nhỉ, sao như vậy nhỉ, có chia cổ tức gì không? Hiện tại D2D lại đi về cái vùng nền tích lũy 57, đúng rồi, vùng 57 đến vùng 60, và xu thế hiện tại thì D2D chưa tăng mạnh ngay được đâu và vẫn phải cần chờ. SSL là một mã cổ phiếu trong những cái phân tích định lượng gần đây đó là mục tiêu 45, và cổ phiếu này thì mấy lần gần chạm lên 45 nhưng mà chưa giữ được, và tiếp tục công lại vùng hỗ trợ 40. Từ vùng 40 này thì bây giờ sẽ đánh chạm vùng 45. Có vượt thoát được vùng 45 không nhỉ? Khả năng là được đấy, những ý đồ tạo lập của em này cũng rất là đẹp, thôi cứ chờ 45 đi đã. Vượt thoát câu chuyện 45, chúng ta sẽ tiếp tục có những cái câu chuyện tiếp theo ở đây. SZN
SZN, đấy là những cái mạng SZN hay là SNZ này. SNZ. Ok, SNZ thì trong nhịp phân tích gần đây đó là chúng ta kỳ vọng ở vùng 28, vượt thoát vùng 28 thì có vùng 32 nhưng mà không vượt thoát được thì cổ phiếu lại chỉ giảm lại về mặt lý thuyết, về mặt cổ phiếu, và sẽ đi chạm lại, như vậy là lại chạm lại vùng 22. Ở vùng này chúng ta lại mua thôi. Đó, mục tiêu tiếp theo là lại chạm lại vùng 28. Đó, đánh sóng ngắn đó. Rồi, tiếp. Tiếp là một cái mã cổ phiếu mà những cái tính tạo lập trong quá khứ thì rất là đẹp, và ở đây đã có những cái điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật. Ở đây là vùng 20, vùng 19, đây này, vùng 19.5, tức là chạm lại cái vùng ở đây là vùng kháng cự khi chúng ta phân tích, thì bây giờ trở thành vùng hỗ trợ, và tiếp đang hồi phục dần từ vùng 19.5, hồi phục dần từ vùng 19.5 đến vùng 20. Và mục tiêu thì bây giờ mục tiêu ngắn của tip là lại công lại về vùng 24 đã, bởi vì khi mà chưa vượt thoát được vùng 24 thì chúng ta chưa nói đến những cái câu chuyện tiếp theo ở trên này. Lực cầu hôm nay hơi yếu nhỉ, nhưng mà khả năng thì sóng ngành khu công nghiệp thì khả năng là ổn áp rồi, họ sẽ đánh lại chạm vùng 22 đến 24. Tip SZC. SZC cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta cũng đã có phân tích dài, target vùng 22 đạt rồi, và trong những phân tích định lượng của ông Lê thì ông Lê kỳ vọng đến vùng 24, và đến vùng 24 thì cũng hết sóng. Tuy nhiên đến vùng đâu nhỉ, đến vùng 22 thì chỉnh giảm lại rồi, và lại rơi lại về vùng 19 ngày xưa là kháng cự trong cái nhịp chúng ta phân tích từ dưới này đi lên, từ vùng 14 đến vùng 19, và bây giờ trở thành hỗ trợ. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SSC thì SSC hoàn toàn có thể đánh chạm lại vùng 22, và mạnh hơn sẽ là vùng 23 24. Và coi như đây cũng là một nhịp gọi là trả hết cung cầu, và chúng ta canh để chúng ta chốt ở cái nhịp này thôi. BCM thì thanh khoản nó hơi thấp, nhưng mà những cái yếu tố tạo lập thì nó cũng khá là tốt, hiện tại đang đi ngang ở khoảng vùng ở đây vùng 26, có thể canh vùng 25.5 đến vùng 26 làm tí cũng được. Đó, vùng thấp ở đây. KBC thì như thế nào nhỉ? Những cái nhịp chỉnh giảm đây là trong một cái nhịp phân tích sóng lên ở trước này, để chỉnh giảm về vùng 16. Đó, 16 à xin lỗi, tăng về vùng 16 đến vùng 17. Mạnh hơn ở vùng 17, vùng 16.5 rất là đẹp. Đấy, phiên này là đi lên nhưng mà không giữ được cầu khoảng vùng 16.5. Và sau đó thì KBC lại có những cái điểm chỉnh giảm về đây, và vùng hỗ trợ mới của KBC đâu đó ở đây, và từ đây sẽ lại đánh lại vùng 16.5 đến vùng 17, cùng song trùng với sự quay trở lại của sóng ngành khu công nghiệp. Mã cổ phiếu ITA thì đó, hôm nay là một số các anh chị là đã xúc, đã mua ở giá sàn và lãi 14%. Đó, hai phiên từ sàn lên tham chiếu và từ tham chiếu lên trần. Thì tại sao lại có cái câu chuyện đó? Thì bây giờ nói ra thì mọi người lại bảo là ông này nói sau đó đúng không ạ? Nhưng mà cách đây 2 ngày này, đó, một cái kịch bản rất là cụ thể đối với cổ phiếu ITA, chất sàn 23 triệu và chúng ta chuẩn bị có một cái mini game em này cho cả nhà. Nó giống với SHB tạo lập ở vùng 11.7, sau đó là Dabaco. Đây Dabaco. Tí nữa chúng ta nói đến cái câu chuyện game Dabaco. Và sau đó thì và bây giờ thì chúng ta chờ ITA, và khi nào có những cái lệnh ăn từ 200k đến 500k và chúng ta ăn theo giá sàn với mục tiêu là đánh hàng T3. Và cái trò chơi này đó là cái trò chơi mà bơi theo cá mập, và chính vì bơi theo cá mập nên Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là bơi theo một đoạn ngắn, và nếu bơi dài thì sẽ bị cá mập ăn thịt. Đó, thì trong phiên ngày hôm nay là khi cái câu chuyện mini game là gì, đó có nghĩa là khi một cái lượng sàn chất cực lớn và bắt đầu có những cái lệnh lớn nó ăn vèo vèo một phát, nó chỉ trong vòng khoảng 3 đến 5 phút là nó ăn hết sạch sẽ cái khối lượng chất sàn ở đó, chất sàn 20 triệu đó. Và với cái tín hiệu kỹ thuật của ITA ngày hôm nay thì T3 thì chưa biết, nhưng ít nhất là T0 là lãi 14%, và với một cái lực cầu khớp hôm nay khoảng tầm gần 40 triệu đó thì cơ bản là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng ở một cái hàng T3 chúng ta thu lãi được. Đó, hay là cái game của DBC. Đó, các anh chị nhìn nhé. Đó, nó có game hết các anh chị nhé. Đây, sau những phiên chất sàn cực kỳ, và đây chính là cái phiên mini game của nó. Đó, bắt đầu có những cái tín hiệu ăn giá sàn. Ok, chúng ta lao vào, chúng ta ăn cùng với cá mập.
Và ăn xong thì bây giờ nếu như mà cái câu chuyện đó nó và hàng T3 chúng ta lao theo cá mập ở đây là cũng ấm ấm đấy các anh chị, lao theo cá mập ở đây là vùng 42 và bây giờ kết phiên gần vùng 49, tăng được 8.000 trên một cổ phiếu rồi và hàng đủ T3. Thì với tín hiệu của Dabaco hiện tại thì xu hướng là lại đẹp hơn cả hàng, gọi là đẹp hơn cả cái câu chuyện là mini game. Đang là kéo đấy. Khả năng là kéo tọt tọt xuống dưới này một tí, kéo được thêm khoảng 1 đến 2 phiên nữa. Nên là những anh chị nào mà đang cầm Dabaco thì thôi, chúng ta biết đủ là đủ các anh chị ạ, không biết thế nào là đủ đâu. Đó, chúng ta biết đủ là đủ thôi và chúng ta hãy nên là bơi theo cá mập trong một đoạn ngắn. Nhóm ngành thủy sản là một nhóm rất là ok và Hùng Lê tiếp tục đánh giá rằng nhóm ngành thủy sản này sẽ tiếp tục vào những cái chương trình sóng của nó. Chính vì vậy cách đây 2 ngày chúng ta đã cập nhật lại cái nhóm ngành thủy sản. VHC sau khi hoàn thành mục tiêu 4x là đã bị đạp và cái vùng đạp đó chúng ta dò tìm ở vùng 35. Ở vùng 35 rất đẹp, từ 35 này sẽ đánh chạm lại về 4x một lần nữa và cái câu chuyện là có đánh tiếp được hay không, vượt thoát được 4x hay không. Thì chúng ta sẽ chờ, nhưng với những cái câu chuyện tạo lập trong quá khứ của VHC thì khả năng 4x nó sẽ là đi đấy, không phải không đùa đâu. Nhưng mà cứ từ từ, đúng không ạ? MPC. Nói đến thủy sản không thể nhắc đến MPC, và MPC chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 3x. Sau hoàn thành mục tiêu 3x xong, cổ phiếu chỉ giảm lại thì chúng ta dò tìm ở vùng 26, cứ vùng 26 chúng ta chiến đấu đi. Hai ngày trước chúng ta đã nói đến nhóm ngành thủy sản và đến ngày hôm nay thì nhóm ngành thủy sản đã tăng rất là đẹp. Đó, và nói đến như thế này thì một số anh chị bảo ông này mẹ nhìn tăng thì mới nói, nhưng mà đây này. VHC. MPC. Hai ngày về trước chúng ta quan sát tổng thể nhóm ngành thủy sản. Theo Hùng Lê thì nhóm này đã gần như chỉnh xong cùng nhịp với thị trường chung và nhóm này dự kiến sẽ tăng trở lại. Ok, ngắn gọn như vậy thôi. ACL. ACL cũng đẹp rồi anh chị nhé. ACL có thể canh ở vùng 22.5 đến vùng 23 hỗ trợ và cái ý đồ tạo lập của ACL nó rất là khủng hoảng nên là đây chỉ mới là những cái nhịp đánh dạo thôi. Và khi ACL đã vào những cái sóng đẹp thì chạy nó sướng lắm. CMX cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đây là những cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc của team. Bản thân trong CMX trong nhịp trước thì mình kỳ vọng ở vùng 22 nhưng mà lên đến vùng 21 là hình như bị đổ, đúng không? Và CMX lại rơi lại, thì lại rơi lại đúng cái vùng hỗ trợ đây và cũng có thể rất nhiều những anh chị em là bán hoảng loạn, đúng không? Bán hoảng loạn tức là bán đúng hỗ trợ đấy. Bán đúng hỗ trợ vùng 16 à? Đó, bán đúng hỗ trợ vùng 16 và lại tiếc hùi hụi, bán xong thì cổ phiếu nó cứ thế nó lên và bản thân CMX thì cơ bản nhịp này lại đánh lại chạm vùng 20. Mạnh hơn thì sau đó, nhưng mà cơ bản là đánh chạm vùng 20 và sẽ chỉnh, khả năng là sẽ chỉnh vùng 20 chứ không thể đánh vượt thoát vùng 20 được, bởi vì là ở những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn như thế này thì nó cũng khó. Và FMC, một cái câu chuyện bắt cá ở trên bờ, chính thức là ngày hôm nay Hùng Lê đã khuyến nghị các cái tài khoản trong team của Hùng Lê, đó là mua cao chúng ta bán cao. Không có cái câu chuyện gì chúng ta phải không phải mua rẻ mà chúng ta có lãi đâu. Và bản thân thì FMC cũng đã thỏa mãn các cái yếu tố bắt cá ở trên bờ. Phiên thứ hai, nếu như những anh chị nào mà chiến binh của chúng ta mà không ở trên team của Hùng Lê thì chúng ta có thể canh lại, kỳ vọng là trả lại về vùng 29.3 thì chúng ta mua. Thì rất là happy, nhưng mà khả năng là sẽ khó có câu chuyện trả cung ở vùng 29.3, bởi vì những cái phiên đánh như thế này đang là những phiên đánh nước rút rồi đó. Và nếu như mà chúng ta chấp nhận một cuộc chơi thì chúng ta phải mua ở trên vùng 30.3 đó. Còn cái vùng chỉnh lại được cái vùng 29.3 29.5 thì quá là đẹp và chúng ta sẽ đánh cá ở trên bờ và chúng ta sẽ xem con cá này ở trên bờ thì nó đi đến đâu. Thì hiện tại là tạo lập kéo đi đến đâu thì chúng ta sẽ biết đi đến đó thôi, bởi vì gần như là không còn những cái ngưỡng cản ở trước mắt và lực cầu hiện tại đối với mã cổ phiếu này khá là tốt. Ok, bản tin đã 1:40 rồi. Như vậy là gì? Chúng ta vừa mới điểm qua nhanh cái xu hướng thị trường trong tuần vừa qua, cũng như phân tích một số các nhóm ngành trong tuần tới. Về bản thân các cái chỉ số như chỉ số Dow Jones Future hiện tại đang rất là tốt và ủng hộ cho một cái xu thế có thể Dow Jones sẽ kéo lại về vùng 28.000 điểm. Cùng với đó là xu hướng thị trường chung nó đang khá là ổn áp, khá là tốt. Sẽ giúp cho các chỉ số chứng khoán châu Á nữa cũng sẽ giúp cho ổn định thị trường ở trong tuần mới. Bản thân là gì? Bắt đầu từ tháng 6 những cái dòng tiền cuộn vào thị trường, đây chỉ là những cái dòng tiền khởi động thôi,
Và đối với quan điểm của ông Lê, phiên phiên bị đạp mạnh ngày ngày 11 tháng 6 nó chỉ mang tính chất đó là gọi là ép để đánh phá sinh, chen sọt, và thị trường đã có một quá trình chúng ta ổn định lại ở quanh cái biên này, và trong phiên kết tuần thì đã lấy lại ở mốc trên, tức là vượt được cái mốc biên trung bình của nó là vùng 850 điểm, đóng cửa vùng 868 điểm. Như vậy là xu hướng khá là tốt, và với cái tín hiệu hiện tại của VN Index và với cái hiện trạng nhóm ngành các nhóm trụ thì hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng tuần mới là một cái tuần giao dịch khởi sắc của toàn thị trường. Và Hồng Lê lưu ý các anh chị là trong team của Hồng Lê thì đã bắt đầu mở những cái điểm mua từ phiên ngày thứ năm, ngày thứ sáu là ngày hôm nay, và cùng lắm là đến phiên ngày thứ hai tuần tới chúng ta sẽ còn một cái điểm mua cuối cùng của phiên ngày thứ hai, và tất cả các cái điểm mua sau sẽ là các cái điểm mua bất lợi về T cộng và bất lợi về giá, các anh chị lưu ý như vậy. Đối với hợp đồng phái sinh VN30F1M chúng ta có một vùng hỗ trợ dài đó là vùng 765 đến 780, và trong bản tin tuần trước là chúng ta đã tìm ra được một cái vùng 788 điểm, đó chính là vùng mà phái sinh dự kiến sẽ cân bằng đi ngang ở quanh vùng đó, và chúng ta thấy rằng trong một tuần thì chúng ta thấy phái sinh đang đi trên. Và các anh chị lưu ý là đánh phái sinh thì nó rất là khó, chính vì vậy nên là các cái nhịp mà phân tích về phái sinh đó ngày hôm nay này bắt đầu vào phiên, nó bắt đầu vào phiên là bắt đầu có những cái phiên canh long lên những cái vùng 790 đó, thì ngày hôm nay cũng là cái kịch bản là long được 790 và kết phiên là được khoảng gần 800 điểm, nó cầu long đấy đến lúc 13 giờ 25 phút là tổng kết lại là đang được 798 điểm và trên tiệm cận cái mốc xu hướng 800 điểm đó, thì phái sinh nó là theo trong những cái trong những cái phân tích định lượng trong phiên. Còn ở trên bản tin phân tích tuần là Hùng phân tích chủ đạo theo xu thế, và xu thế chủ đạo của hợp đồng phái sinh tuần tới sẽ là xu hướng long đó, và long đi đâu thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện đó. Còn đối với VN30 chúng ta cũng nhìn thấy một cái dòng tiền cuộn chảy từ đầu tháng 6, và Hùng nên đánh giá rằng đây những người dòng tiền khởi động thôi, khởi động cho một cái xu thế mới, khởi động cho một cái kênh mới đó, thì đấy là những cái kỳ vọng, và những kỳ vọng đó nó đi đến đâu thì chúng ta sẽ phân tích hàng tuần. Và với một tín hiệu kết tuần rất là đẹp, đó là chúng ta đã có một cái biên 800 và 785 điểm, tuyệt vời đúng không ạ? Và trong tuần thì VN30 ổn định ở cái mốc này và bám ở cái biên trung bình 793 điểm, kết tuần vượt thoát được cái vùng 800 điểm, đó là một cái kỳ vọng rất là lớn của ông Lê. Và với những yếu tố kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng hoàn toàn kỳ vọng sang tuần tới VN30 sẽ tiếp tục tăng điểm, và như vậy là chúng ta có một tuần mới tràn đầy những cái kỳ vọng đúng không ạ? Tràn đầy những cái mà mã cổ phiếu mà chúng ta đã bắt đầu mua lại, và những cái mã cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ thì sẽ có những cái điểm rất là đẹp trong tuần tới, và Hồng Lê sẽ tiếp tục cập nhật liên tục trên bản tin team nhận định không chat NO02 và team VPBS NO01 đó, đây là team thảo luận. Và tất cả những cái câu chuyện đó thì chúng ta sẽ có được ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng và trên kênh Zalo. Một lần nữa Hùng Lê nhắc lại với tất cả những anh chị nào mà đang có những cái quan điểm sai lệch, những quan điểm trái chiều với Hùng Lê, nếu chúng ta không hợp chúng ta đi chỗ khác chơi, ok, Hùng Lê không ép các anh chị phải xem kênh của Hùng Lê và không ép anh chị phải xem những cái phân tích của Hùng Lê đúng không ạ? Và những phân tích những cái comment mang cái kiểu nói nó như thế này thì Hùng Lê xin phép cắm cờ nha, cắm cờ luôn, dứt điểm là như thế. Ok, kính chào tạm biệt quý nhà đầu tư, và chúng ta lại gặp lại trong các cái bản tin phân tích tuần tiếp theo.